lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng Nam. chương 106, hiện trường giao động. Tô Yên nhìn con dao nhíp, khóe miệng lại khẽ nhếch cậu cả chu, tôi không thể không nói, cậu quả thật là lớn gan lắm, nhưng mà lại không có não. Ý cô là gì, sắc mặt của chu chiết trầm xuống. Vừa nãy tôi thật sự không có ý uy hiếp cậu, mà là đang nghĩ thay cho cậu cả chu là cậu mà thôi. Tô Yên cố dằn lại cơn sợ hãi trong lòng, bình tĩnh mà phân tích cậu thử tưởng tượng đi kẻ gọi điện thoại cho cậu chính là muốn lợi dụng cậu để trả thù tôi bây giờ xã hội đều được pháp luật kiểm soát cả rồi lỡ như tôi có bị gì cậu nhất định sẽ không trốn được tôi chẳng qua chỉ là đòi lại công bằng cho mình mà thôi tôi bị mất một chân cô trả lại một chân công bằng rồi còn gì đây mà gọi là công bằng sao tôi yên lập tức bùng nổ liếc chu kiệt một cái lại mắng cậu đúng là dại dột lại còn ngu như heo đây rõ ràng là bất công đối với cậu mà. Cô dám mắng tôi hả? Bớt giận đi, chỉ là từ ngữ có hơi nặng nề một chút thôi, chứ không phải là có ý mắng cậu. Tô Yên cười cười, nói tiếp cậu cả Chu, tôi thật sự là suy nghĩ thay cho cậu, chứ không phải sợ chết đâu. Cậu nghĩ thử xem nha, tới lúc cậu bị cảnh sát bắt được, đám người đứng ở phía sau đó sẽ rất đỗi vui mừng. Chu Kiệt tức giận hừ một tiếng, tôi không quan tâm. Vậy quyền thừa kế của nhà họ Chu cậu cũng không quan tâm tô yên lạnh lùng cong khóe môi lên nói bây giờ cậu bị gãy một chân vốn đã yếu thế hơn trong việc cạnh tranh ở nhà họ chu rồi nếu như cậu lại bị người khác tóm được điểm yếu bị cha cậu hoàn toàn từ mặt vậy cậu thật sự đúng là một kẻ ngu xuẩn lời nói của tô yên khiến chu kiệt rơi vào trầm tư có chút phản ứng rồi tô yên mừng thầm trong lòng xem ra lần này cô cược đúng rồi cậu cả chu chuyện của cha cậu và Tần Phương Linh đều bị cả thành phố biết rồi, thiết nghĩ chắc cũng không cần tôi nói nữa. Audio điện tử võ tấn bền Tôi có liên quan tới Tần Phương Linh, cha cậu lại vì muốn chiều lòng người đẹp nên tìm người muốn giết tôi, lúc này mới làm liên lụy cậu. Từ đó suy ra, người hại cậu gãy chân chính là Tần Phương Linh, không liên quan gì tới tôi nha. Tần Phương Linh, Chu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, thứ đàn bà đê tiện đó còn mơ tưởng có thể tiến vào nhà họ Chu của tôi, nằm mơ. Cậu cả Chu, cậu coi đi, thật tình là chỉ có tôi mới thật lòng suy nghĩ cho cậu thôi. Sưa nay tôi với cậu không thù không oán, hơn nữa chúng ta còn có chung kẻ thù, hẳn phải nên trở thành bạn bè mới đúng. Tôi yên ân cần dụ dỗ cậu cả Chu, tôi phân tích cho cậu nghe nha. Nếu như hôm nay tôi xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ không trốn được. Sau đó mấy anh chị em kia của cậu ai cũng đều vui mừng tôi cảm thấy cô gái đã gọi điện cho cậu đó nói không chừng không có đơn giản như vậy đâu ý của cô là cô gái kia là do mấy người anh em của tôi tìm tới chu kiệt ngẫm nghĩ một lúc không nhịn được cơn tức giận thật là một lũ ác độc bọn họ hãm hại tôi để tôi bị cha từ mặt như vậy thì họ có thể độc chiếm được tài sản đúng rồi đó cậu cả chu cậu cuối cùng cũng thông suốt được rồi đó nói không chừng cậu vừa ra tay xong thì bọn họ cũng sẽ gọi cảnh sát tới Tô Yên làm gì biết chuyện anh em nhà họ Chu tranh đấu với nhau chứ, nhưng mà dù sao thì mấy chuyện này cũng không thể tránh được ở một gia tộc lớn mà. Cô chỉ là cần mạng của mình thôi, cho nên cũng chỉ có thể chuyển rời sự thù hận của Chu Kiệt sang hướng khác. Chu Kiệt vỗ một phát lên xe lăn, nói tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ thực hiện được âm mưu đâu, tôi mới là đứa con trai được cha yêu thương nhất, tài sản của nhà họ Chu đều phải là của tôi. Đúng vậy, cho nên cậu không thể gây thương tổn cho tôi được tôi yên nhân cơ hội mà nói cậu cả chu tôi biết sau khi chân bị gãy nhất định cậu đã chịu rất nhiều khổ sở và uất ức lẽ nào cậu lại cam tâm tình nguyện bị lợi dụng vậy sao nói không chừng ở sau lưng cậu bọn họ còn đang cười cợt nói cậu ngu ngốc nữa kia muốn lợi dụng tôi thật sự coi tôi là kẻ ngu ngốc từ sau khi gãy chân cha tôi đã không còn yêu thương tôi như trước nữa anh chị em nhìn thì như thể ai cũng đều đang quan tâm tôi nhưng thật ra sau lưng bọn họ vui sướng nhường nào đừng nghĩ là tôi không biết. Chu Kiệt càng lúc càng tức giận, hư lạnh nói tôi bị tàn phế chân, chứ đâu bị tàn phế não. Tô Yên, cô cảm thấy não của Chu Kiệt thật sự cũng không có xài được. Nhưng mà ngoài miệng dĩ nhiên sẽ không nói mấy lời như thế. Cậu cả Chu, nói không chừng tôi có thể giúp cậu giành lại sự yêu thương của cha cậu thêm lần nữa. Chu Kiệt nghi hoặc hỏi, cô giúp tôi bằng cách nào? Chuyện mà cha cậu hiện tại đang đau đầu nhất là gì? chu kiệt lắc đầu không biết đần độn tôi yên lườm anh ta một cái chu kiệt tức giận cô lại mắng tôi tôi đây là đang dạy cho cậu đó nếu như cậu không thích nghe thì bỏ đi cậu cứ ở đó mà chờ cha cậu từ mặt cậu luôn sau đó mỗi tháng cầm chút phí sinh hoạt mà ăn no chờ chết chu kiệt trầm ngâm một lúc lại nói vậy cô nói xem tôi nên làm như nào đây cậu cũng không thể để tôi trong tình trạng như này mà nói cậu nghe được chứ Tô Yên hất mắt về phía dây thừng đang trói chặt tay chân của mình, nói, buộc chặt như vậy khiến tâm trạng tôi rất bí bách, mà tâm trạng bí bách rồi thì sẽ không nghĩ ra được ý tưởng hay. Chu Kiệt suy ngẫm một lúc, phất tay nói với vệ sĩ, cởi dây thừng ra. Tô Yên nghe xong lại thầm thở vào nhẹ nhõm trong lòng, cô thoáng cử động chân tay. Cũng không biết là do trận tai nạn xe đó hay là bị dây thừng trói quá lâu, Tô Yên cảm thấy cả người đều đang đau nhức, nhưng mà vẫn còn có thể chịu đựng được chân có hơi tê ở đây lại hơi lạnh tôi cũng có hơi đói bụng đủ rồi chu kiệt hít mắt lại nói đừng có được voi mà đòi tiên vậy cậu cứ trói tôi lại đi dù sao thì tôi cũng chỉ có mỗi cái mạng cùi này thôi có cậu cả chu chịu tội thay cũng đáng tôi yên ngồi bệt xuống đất chu kiệt bất đắc dĩ lại vẫy tay nói với vệ sĩ mang một cái ghế tới đây lấy thêm cái chăn cùng một chút thức ăn vâng vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài lấy đồ Chu Kiệt nhìn Tô Yên đang ngồi sóng xoài trên đất không có chút hình tượng nào, lại cau mày nói: "Cô dù gì cũng là con gái, ý tứ lại một chút đi." Tôi cũng không phải kiều tiểu thư đài cát, dịu dàng hay nhã nhặn gì cả, cần gì phải giữ ý tứ? Giữ rồi thì thể no bụng không, hay là có thể giữ mạng được không? Không phải cô là cô chủ của tập đoàn Tô thị giàu có đó sao? Tô Yên bĩu môi nói: "Có mẹ kế thì sẽ có bố dưỡng, tôi có thể sống tới bây giờ đã tốt lắm rồi." Nghe Tô Yên nói thế, Chu Kiệt cuối cùng cũng có chút mềm lòng mà nói cô hẳn cũng khổ sở lắm rồi. Quả thật nhìn Tô Yên không hề giống với mấy cô chiêu đài cát đình đám ngoài kia, trước mặt với con dao kia cũng có thể bình tĩnh mà dẫn dụ người này vào trong. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã sợ đến khóc sống lên rồi. Chu Kiệt cũng nhận ra, vừa nãy mấy lời mà Tô Yên nói đó chẳng qua chỉ là muốn thoát thân mà thôi. Nhưng mà anh ta cũng không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của người này. Tô Yên kinh ngạc, hai mắt mở to, cũng không nghĩ Chu Kiệt vẫn là một người mềm mỏng. Ghế, chăn và đồ ăn đều được mang tới, Tô Yên chùm chăn ngồi trên ghế, cầm lấy đồ ăn vặt mà ăn. Chu Kiệt sai người đốt một lò than ở giữa, nhiệt độ xung quanh được hâm nóng lên, Tô Yên cũng không còn thấy lạnh nữa. Cô nhìn thấy ống quần bên trái của Chu Kiệt giống tuếch, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Cậu cả Chu, thật sự có lỗi quá, Tô Yên chân thành nói. Chu Kiệt vuốt một bên chân gãy, ánh mắt âm u mà nói, tội yên, đừng tưởng rằng đôi ba câu nói sẽ khiến tôi tha thứ cho cô. Nếu như cô lại dở trò, tôi cùng đường sẽ không bỏ qua cho cô. Cậu yên tâm đi, tôi là thật lòng giúp đỡ cậu. Tô Yên đưa tay lên tuyên thệ, mặc dù tôi không ưa gì cha cậu, nhưng mà con người của tôi ân oán rõ ràng, nói giúp cậu thì nhất định sẽ giúp. Hừ, Chu Kiệt duỗi tay sưởi ấm, lại nói cô vừa nói khi nãy chuyện khiến cha tôi đau đầu nhất là gì dĩ nhiên chính là mẹ con tần phương linh và tô vân rồi tô yên nói chỉ cần cậu giải quyết được chuyện này cha cậu nhất định sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa thực ra chủ yếu vẫn là sẽ khiến cha cậu thấy được cậu lần nữa có tiến bộ chu kiệt liếc nhìn tô yên lại rũ mắt xuống im lặng không nói gì chậu than ở giữa bùng lên ánh lửa tí tách cả hai người đều im lặng bắt đầu rơi vào trầm tư tô yên là đang cho chu kiệt có thời gian tự mình suy xét đột nhiên vệ sĩ lại vội vã chạy tới nói, cậu chủ Chu, hình như là người của tổ chức ám giả tới rồi. Tổ chức ám giả, Chu Kiệt cả kinh, sao bọn họ có thể tới đây được, tôi đâu có đắc tội gì với họ. Tô Yên cũng rất kinh ngạc nói, nghe nói người của ám giả giết người không chấp mắt, lẽ nào có người dùng tiền sai bọn họ tới đây giết chúng ta. Từ lúc đầu gặp người của ám giả ở bến tàu, cô đã không còn gặp lại lần nào nữa. Nhất định là mấy người anh em kia của tôi làm, Chu Kiệt bất chấp, Tô Yên, cô quả nhiên nói không sai, bọn họ núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay. Bây giờ đến cả người của ám giả cũng gọi tới rồi. Vậy còn ngơ ra ở đó làm gì nữa, chạy mau đi. Tô Yên nhảy xuống ghế, nói với vệ sĩ, mấy người dắt cậu cả Chu đi trước đi, tôi cản ở phía sau. Chu Kiệt nói, không được, tôi làm sao có thể để cho một cô gái chặn lại ở phía sau chứ? Cậu thành ra như này rồi cũng là trách nhiệm của tôi coi như là tôi trả nợ cho cậu, sau này hai người chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. chương 107, trong bụng có đứa bé. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt của tôi yên lộ ra vẻ kiên định, ngũ quan đẹp đẽ lại toát ra một mị lực khó nói thành lời. Chu Kiệt nhất thời sửng sốt, nhìn chằm chằm tôi yên một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu cả Chu, chúng ta đi trước, người vệ sĩ kia cóng Chu Kiệt lên, đến cả xe lăn cũng vứt đó. Chu Kiệt hoàn hồn, vội vã nói với tô yên lên xe cùng nhau đi mấy người đi trước đi tô yên nghiêm túc nói với vệ sĩ nhất định phải đưa người trở về an toàn có biết không cậu cả chu mà có mệnh hệ gì mấy người không thoát được trách nhiệm đâu vâng vệ sĩ cũng không biết làm sao theo bản năng nghe theo lời dặn dò của tô yên ở phía sau nhà xưởng bỏ hoang còn có một con đường đám người của chu kiệt lái xe rời đi Chu Kiệt ngồi trong xe, nhìn bóng người của Tô Yên dần dần khuất xa, trong lòng lại bỗng nôn nóng, nhanh dừng xe lại đi, cả đám người mấy anh thân là đàn ông lại để một cô gái ở sau chặn đường, có đáng mặt đàn ông nữa không hả? Cậu cả Chu, đối phương chính là người của tổ chức ám dạ giết người không chấp mắt. Bọn họ nhất định là tới tìm cậu, chỉ cần chúng ta đi khỏi thì cô Tô nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vệ sĩ không dừng xe, ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn. Tô Yên nhìn thấy người đã đi rồi, lập tức dập tắt lửa than đi, sau đó chạy về phía con đường nhỏ. Tô Yên cắm đầu chạy đến lạc đường. Nơi này quá vắng vẻ, cỏ đây đều mọc cao tận nửa người, vốn dĩ không nhìn thấy được phương hướng. Chân của cô đau không chịu được, vết thương trên trán bị máu khô đông lại dính bệt cũng cảm thấy có chút đau. Năm nay đúng là tam tai, cô đã gặp tai nạn xe cộ hai lần rồi, may là vẫn còn sống chưa chết. Đột nhiên Tô Yên nghe thấy ở phía sau có tiếng bước chân cùng với âm thanh cỏ cây bị giạt ra, có người đuổi tới. Tô Yên thoáng quay đầu lại nhìn, nhưng bởi vì trời đã tối lại còn có cỏ cây che khuất tầm nhìn nên chỉ có thể mơ hồ thấy được có một người đàn ông đang đuổi theo phía sau. Trong lòng cô có hơi khẩn trương, không tiếp tục chạy về phía trước nữa mà là tìm một bụi rậm để ẩn nấp. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim cũng đập nhanh liên hồi. Lại nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi yên sợ đến nhắm chặt hai mắt trong lòng đọc tới đọc lui một câu nhất định đừng bị phát hiện không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi tôi yên ngập tràn sợ hãi không dám mở mắt ra bỗng nhiên bà vai bị một bàn tay chụp lấy tôi yên sợ đến mức giật bắn mình mấy người tìm nhầm người rồi đừng giết tôi mà tôi yên bị người đó ôm chặt sợ đến hết càng lúc càng lớn đôi mắt vẫn trước sau như một không có mở ra yên yên mở mắt ra giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cõi lòng Tô Yên bình tĩnh, đôi mắt cũng bỗng mở to lên, quay đầu nhìn lại. Lục Cận Phong tháo mặt nạ quỷ kia xuống. Tô Yên trợn tròn mắt, vừa mừng vừa sợ, Lục Cận Phong. Sao lại là anh, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh còn không đến, em sẽ bị phơi thây ở chốn đồng không mông quạnh này mất. Như tìm thấy được chỗ dựa rất vững chắc, Tô Yên khi nãy còn cố gượng mình phải kiên cường nay bỗng ôm trầm lấy Lục Cận Phong vừa khóc vừa cười không sao rồi anh ở đây sau khi em mất tích anh đã điều tra được em bị chu kiệt bắt cóc tới đây nên đã lập tức chạy tới lục cận phong nhìn thấy trên trán người kia có vết máu ánh mắt lại lập tức chìm xuống sao lại bị thương rồi có còn bị thương chỗ nào nữa không chỗ nào cũng bị thương chỗ này chỗ này đều đau tô yên chỉ vào đôi chân cùng tay của mình cô cảm thấy toàn thân đều đau nhức hai chân cũng như nhũn ra sự căng thẳng và hồi hộp vừa nãy biến mất Lục Cận Phong tới rồi, cô cũng không cần gắng gượng nữa. Lục Cận Phong ôm lấy người kia vào lòng, Chu Kiệt đánh em bị thương. Tô Yên nghe được giọng nói của anh có sát khí, vội vàng nói, lần này không có liên can gì tới anh ta đâu. Lục Cận Phong, trước đó anh chặt một chân của người ta, hiện tại em cũng bị chút vết thương ngoài da, không đáng kể. Anh không được vì em mà lại đi trả thù người ta. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên bằng ánh mắt sâu thẳm, Nói anh đưa em đi bệnh viện trước đã. Tô Yên lại nói đỡ cho Chu Kiệt, chuyện này khiến Lục Cận Phong hơi kinh ngạc. Ở phía chiếc xe đang dừng lại ven đường, đám người Hạ Vũ và Hạ Huy nhìn thấy Lục Cận Phong quay trở lại cũng bận biểu tháo mặt nạ trên mặt xuống. Đại ca, cô Tô. Tô Yên liếc nhìn Hạ Vũ và Hạ Huy, còn cả một đám tầm mười mấy người đều đang mang mặt nạ quỷ. Bừng tỉnh ra, Lục Cận Phong, anh chính là người đứng đầu tổ chức ám giả. Ừm. Lục Cận Phong thẳng thắn gật đầu. Tô Yên kinh ngạc, rốt cuộc anh còn bao nhiêu thân phận giấu em nữa hả? Lúc này cô mới hiểu ra, lúc trước cô dắt An Hinh đi vào con hẻm nhỏ ở sau quán ba đó đã đụng phải đám người của ám dạ, lúc đó còn tưởng rằng bản thân mình chết chắc rồi, cuối cùng lại được thả đi. Tới bây giờ mới nhận ra được nguyên nhân là vì đâu. Hết rồi, Lục Cận Phong rất thành thật nói, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để thẳng thắn với em. Chỉ là không tìm được cơ hội, có đúng không? Tô Yên nghe được lời Lục Cận Phong nói, tay vuốt ngược chấn tĩnh lại, anh để em bình tĩnh lại chút đã. Anh trong một thoáng lại biến thành một kẻ giết người không chấp mắt, con tim bé nhỏ này của em chịu không nổi. Được, Lục Cận Phong ôm cô lên xe, dặn dò Hạ Vũ tới bệnh viện, bảo những người khác trở về phân bộ đi. Hạ Vũ, vâng, đại ca. Tô Yên nhìn xuyên qua cửa kính xe thấy đám đàn em mang mặt nạ đó của Lục Cận Phong rất có quy củ mà rời đi, trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày khoảng cách giữa mình và người của tổ chức ám dạ lại gần như vậy, mà lúc này cô lại còn nằm trong lồng ngực của người đứng đầu ám dạ nữa chứ. Thế giới này thật quá vi diệu rồi. Lúc trước Lục Cận Phong còn nói với cô tới bến tàu xem kịch vui, nghe thì chỉ đơn giản là nói nhăng nói cuội vậy thôi. Nhưng thực chất bản thân anh đã âm thầm sắp đặt để đối phó với Lục Gia Hành rồi. Mấy thứ này không còn quan trọng nữa, Tô Yên bỗng nhớ tới một chuyện, lại hỏi, Lục Cận Phong, Tiểu Duy đâu? Tô Duy bị người của tổ chức Thiên Lang bắt đi rồi, nhưng mà em không cần lo lắng, bọn họ cũng không có ý muốn làm hại Tô Duy. Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì tạm thời anh cũng không rõ. Lục Cận Phong rời tầm mắt, hỏi Yên Yên, cha mẹ của Tô Duy là ai? Em không biết. Tô Yên thật sự là không biết, năm đó mẹ em đưa Tiểu Duy về nhà, cũng không ai biết cha mẹ của nó là ai. Mẹ cũng không có nhắc tới, mà sao anh lại hỏi như thế? Lục Cận Phong khẽ nhếch môi đáp, anh nghi ngờ Tô Duy là người của Thiên Lang. Sao lại có thể, Tô Yên càng thêm khiếp đảm. Cô cũng coi như là nuôi Tô Duy lớn lên, cho tới giờ cậu chưa từng tiếp xúc với tổ chức Thiên Lang, Tô Yên có thể khẳng định điều này. Nếu như anh đoán không lầm thì chẳng bao lâu nữa, Tô Duy sẽ liên lạc với em thôi." Lục Cận Phong nói, "Bây giờ em không cần lo lắng cho cậu ta, trước tiên cứ tới bệnh viện kiểm tra cơ thể đã." Chỗ tay và chân bị trói của Tô Yên đều đỏ hồng lên, trên trán lại có vết thương chảy máu, những chỗ khác không có nhìn thấy được. Lục Cận Phong bây giờ không còn hơi sức để tâm tới những thứ khác, chỉ để ý đến tình trạng của Tô Yên mà thôi. Tới bệnh viện đã gần 4 giờ sáng rồi, bác sĩ ở phòng trực đều tới kiểm tra cho Tô Yên kiểm tra lần cuối cùng vẫn cho ra kết quả chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Lục Cận Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Yên cũng cảm thấy ngoại trừ cảm giác đau da thì mình vẫn có thể chạy, vấn đề không lớn, lúc này lại thấy rất buồn ngủ. Y tá trực ban lúc này cũng cầm một ly mì đi qua, mùi vị nồng nặc đó khiến dạ dày của Tô Yên lật ngược trào lên, không nhịn được mà nôn khan một trận. Bác sĩ thấy thế, hai mắt lại sáng người hỏi, cô Tô, Kỳ kinh nguyệt vào tháng trước của cô là tới vào lúc nào? Tháng trước, Tô Yên tỉ mỉ nhớ lại, hình như tháng trước là ngày 14, bác sĩ, sao vậy? Lục Cận Phong cũng khẩn trương, bác sĩ, có phải vợ tôi bị bệnh gì rồi không? Một câu vợ tôi đó khiến Tô Yên đỏ mặt. Bác sĩ cười nói, tôi đề nghị nên kiểm tra lại cho cô Tô đây, có thể là có tin mừng đó. Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau, đồng loạt hiểu ra khoảng thời gian này hai người quả thật có làm mấy chuyện vợ chồng hơi nhiều lần, nói không chừng trong bụng cô thật sự đã có một đứa bé rồi cũng nên. chương 108, chuyển về sống chung với Lục Cận Phong ở nhà cũng nhà họ Lục. Tô Yên lại càng thêm đỏ mặt. Lục Cận Phong di chuyển tầm mắt nhìn về phía bụng của Tô Yên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng lại, đâu đó còn thấp thoáng một vẻ không thể tin được. Tô Yên đi lấy máu làm xét nghiệm, nhanh nhất cũng phải 20 phút mới có kết quả. Cô lấy máu xong lại quay trở về ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, Lục Cận Phong cầm cái chăn trong xe đi tới khoác thêm cho cô. "Chị bằng lên xe ngồi đợi kết quả đi, hoặc là sáng mai sai người tới lấy." Tô Yên lắc đầu nói, dù sao cũng chỉ có 20 phút thôi, chờ chút là được. "Ừm." Lục Cận Phong ngồi bên cạnh Tô Yên. Hai người bỗng nhiên đều im lặng không nói gì, trong lòng Tô Yên lại bồn chồn bất an thoáng liếc nhìn Lục Cận Phong cái tên lục cận phong này về cơ bản đều không trương ra bất cứ biểu cảm gì, Tô yên muốn biết được trong lòng anh đang suy nghĩ chuyện gì cũng rất khó. Cô dò hỏi một câu, lục cận phong, hình như anh có vẻ không vui. Sao lại thế, lục cận phong có hơi cười ngượng nhịu. Tô Yên chọc chọc vào mặt của anh nói, anh xem anh kìa, đến cười cũng không biết cách cười. Anh thật sự là đang rất vui, không biết bày tỏ như nào lục cận phòng chìa bàn tay ra cho tô yên xem lòng bàn tay của anh đều toát mồ hôi hết rồi nè tô yên nhìn thấy lòng bàn tay của người kia quả thật đều là mồ hôi lạnh mỉm cười nói không ngờ còn có chuyện có thể khiến cho cậu chủ nhà họ lục căng thẳng nữa nha thật ra thì em có hơi bất ngờ đó hai người nhìn nhau đồng loạt mỉm cười lục cận phòng đưa tay sờ lên bụng của tô yên anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu chúng ta thật sự có em bé rồi Bàn tay to lớn đặt trên bụng khiến Tô Yên có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, khẩn trương, vui sướng, cũng có hơi lo âu. Vẫn chưa có kết quả, chưa chắc đâu. Tô Yên nghiêng đầu nhìn Lục Cận Phong, hỏi, "Vừa nãy anh im lặng là đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy?" Lục Cận Phong ngước mắt, chăm chú nhìn Tô Yên lại đáp, "Anh đang nghĩ, có phải chúng ta nên kết hôn, cũng đã nghĩ xong tên cho đứa nhỏ rồi." Nếu như là con gái thì gọi là Nghiên Nghiên, con trai thì gọi là Bánh Bao. Tô Yên phì cười một tiếng, bánh bao, có ai mà đặt tên tùy tiện như anh không chứ? Anh như thế là trọng nữ khinh nam đó nha. Lục Cận Phong, có phải là anh không thích con trai không? Nói thì nói thế, nhưng mà trong lòng Tô Yên lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cũng cực kỳ vui vẻ. Nghĩ tới Lục Cận Phong chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại suy nghĩ tới chuyện lập tức kết hôn, đặt tên cho đứa nhỏ rồi suy nghĩ về chuyện tương lai, đây chính là cảm giác an toàn mà bất cứ cô gái nào cũng đều muốn có được. Anh hy vọng là con gái, giống em nhiều một chút, sau này anh có thể che chở cho mẹ con em. Lục Cận Phong dừng một chút lại nói tiếp, nếu như là con trai, vậy cha con anh sẽ cùng nhau bảo vệ em. Cha con, mẹ con. Những câu nói bình thường như này hiện tại nghe được lại khiến lòng người cảm thấy ấm áp lại kỳ diệu lạ thường. Có con rồi, cấp bậc cũng lên theo, song song với đó cũng tăng thêm một phần trách nhiệm. Tô Yên cảm thấy hơi kích động. Nhưng người hôn lên mặt của Lục Cận Phong, "Lục Cận Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã khiến em không còn cảm thấy hoang mang nữa." Tô Yên là một người rất thiếu cảm giác an toàn, có thể được người khác quan tâm là điều may mắn đến cỡ nào. Lục Cận Phong nhìn cô với ánh mắt rất đối chiều chuộng, "Yên Yên, anh cũng cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh." Tô Yên nở nụ cười kéo cánh tay Lục Cận Phong lại, tựa đầu lên vai của anh mà nhắm mắt hai người cứ thế mà im lặng ngồi đó chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Y tá đi tới nói, cậu Lục, cô Tô, đã có kết quả rồi, bác sĩ mời hai người tới phòng làm việc. Được, cuối cùng cũng tới thời khắc này rồi, tôi yên cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lục Cận Phong nói, em ở đây chờ anh, anh đi lấy kết quả. Được, Tô Yên buông Lục Cận Phong ra, bản thân cô cũng sợ mình sẽ thất vọng. Lục Cận Phong đi vào văn phòng, một lúc sau cũng đã trở ra. Tô Yên đứng lên hỏi, "Sao rồi?" Lục Cận Phong đi về phía cô, ôm trầm cô rồi nói, "Mệt mỏi cả đêm rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi chút đi." Nghe thế, Tô Yên đã biết được câu trả lời rồi, có phải là không có mang thai đúng không? Lục Cận Phong nhanh chân đi ra ngoài, mỉm cười trấn an người kia, "Là anh chưa đủ nỗ lực, đợi tới khi em khỏe lại rồi, chúng ta sẽ cố gắng thêm." "Ừm," ánh mắt của Tô Yên trở nên âm u trong lòng có một sự hụt hẫng không nói được nên lời. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Cận Phong mong chờ có con đó, cô đã thật sự mong muốn là mình có thai. Gần đây cả hai làm chuyện đó tương đối nhiều lần, nhưng cô lại không có thai, lẽ nào là cô không có thai được. Năm đó sau khi sinh ra đứa bé, cô nhớ bác sĩ Trương đã có nói vị trí tử cung của cô khác với người bình thường, rất khó để mang thai, cộng thêm lúc sinh đã chảy máu quá nhiều, tỷ lệ sau này có thai sẽ rất thấp. Tô Yên ngẩng đầu nhìn cầm của Lục Cận Phong, nhẹ giọng hỏi: Có phải anh rất thất vọng không? Không có, Lục Cận Phong cười cười, Yên Yên, chuyện có con cứ thuận theo tự nhiên đi, duyên phận tới thì sẽ tới thôi. Tô Yên vùi người vào lồng ngực của anh, không nói thêm gì nữa. Hai người cùng trở về biệt thự Nam Sơn, bị hành suốt cả một đêm khiến Tô Yên cảm thấy rất mệt mỏi, dọc đường về đã ngủ mất rồi. Cô ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Lúc tỉnh lại đã thấy Lục Cận Phong đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, một tay đút vào trong túi quần, dáng vẻ cao lớn lại rất đẹp trai. Tô Yên nằm trong chăn, duỗi tay vẽ theo đường nét của anh. Nếu có gen của Lục Cận Phong, đứa nhỏ sau khi sinh ra nhất định sẽ rất đẹp. Chỉ tiếc, bụng của cô lại không có khả năng. Tô Yên sờ cái bụng phẳng lì của mình, khẽ thở dài một hơi. Lục Cận Phong đứng ngoài ban công nhìn thấy cô đã tỉnh rồi, lập tức nói với người bên kia, ông Tiết nếu hạ phi đã phá kỷ lục thì nên khen thưởng cho nó cứ để cho nó rời đảo một tuần đi cúc máy lục cận phong đi vào phòng ngủ vừa ngồi xuống giường đã hôn một cái lên trán của tô yên anh đã bảo sa thành nghị hầm canh thuốc điều trị cho em rồi ừm tô yên sờ bụng mình cười nói thật sự là có chút đói bụng đúng rồi em còn phải gọi điện thoại cho tiểu vũ nữa nếu không thằng bé sẽ lo lắng xe của Tô Yên được đưa tới xưởng sửa chữa lại rồi, điện thoại di động cũng được lục cận phong cho người mang về đây. Tô Yên vừa ăn vừa video cô với Tiểu Vũ. Lúc này vạn nhất cũng tới rồi, nhìn thấy lục cận phong rảnh rỗi chăm sóc mấy chậu hoa lại có hơi sừng sốt, đi tới nói. Đại ca chuyện tối hôm qua, cứ bỏ qua như vậy sao? Đây không giống với tác phong làm việc của lục cận phong nha. Chu Kiệt lên kế hoạch bắt cóc Tô Yên, nếu như không phải Tô Yên cứ luôn mãi dặn dò không được tìm Chu Kiệt tính sổ, chỉ e là cái chân còn lại của anh cũng không giữ được nữa rồi. Lục Cận Phong tiếp tục chăm sóc Hoa, nói Yên Yên quyết định vậy rồi. Chuyện tối hôm qua, về cơ bản thì Tô Yên cũng đã nói với Lục Cận Phong rồi. Cũng coi như là Chu Kiệt thức thời, nếu không anh ta mà ra tay với Tô Yên, vậy Lục Cận Phong ở đây nhất định sẽ lấy mạng của anh ta. Nhưng mà Lục Cận Phong cũng thật sự rất khâm phục Tô Yên trong tình huống như thế mà cũng có thể khiến chu kiệt dao động được xem ra vị trí nữ chủ nhân của nhà họ lục tội yên có thể ngồi vững được rồi vạn nhất làm ra dáng vẻ trọng thương cấp độ báo động nói đại ca anh có thể nào đừng có phát khẩu lương như vậy nữa được không uống thuốc đi sa thành nghị bưng một chén thuốc đi vào nói anh cũng bị bệnh nặng ừm um, lục cận phong cầm chén thuốc uống sạch tôi nay về nhà cũ vạn nhất truyền tin tức tôi bị bệnh nặng ra ngoài Chén thuốc mà Sa Thành Nghị điều chế có thể khiến người ta thoạt nhìn trông rất xanh sao, ngoài kia vẫn luôn truyền tai nhau nói rằng Lục Cận Phong không còn sống được bao lâu nữa, làm gì thì cũng phải làm cho giống một chút. Trước tiên phải bệnh nặng để mấy người trong nhà họ Lục lòi hết dã tâm ra, sau đó mới khỏi bệnh để chỉnh đốn lại nhà họ Lục. Đây chính là kế hoạch của Lục Cận Phong. Tô Yên thấy Vạn Nhất và Sa Thành Nghị đều tới đây, tạm biệt Hạ Phi rồi cúp máy. Lục Cận Phong hỏi, Yên Yên, có chấp nhận về nhà của nhà họ Lục cùng với anh không? Lấy tư cách là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục. 174 chương 109, màn ra mắt phụ huynh hoành tráng. Nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục. Tô Yên ngẩn ra, thoáng nhìn về phía vạn nhất và xa thành nghị ở kia, trực giác mách bảo cho cô biết nhất định có chuyện hệ trọng. Nhưng được sánh vai chiến đấu cùng với Lục Cận Phong vẫn luôn là hy vọng của Tô Yên, Cô nghĩ tới đây lại duỗi tay nắm lấy tay của Lục Cận Phong, cong môi nở nụ cười đáp vâng. Một chữ vâng này, chính là cam tâm tình nguyện đi theo cùng anh suốt một đời. Nụ cười trên mặt Lục Cận Phong lại càng thêm sâu hơn, anh nắm chặt lấy tay của Tô Yên, quay mặt về phía vạn nhất mà nói, đúng rồi, Hạ Phi phá được kỷ lục, tôi cho phép nó ra khỏi đảo một tuần. Có lẽ tối nay sẽ tới đây, cậu đi đón nó nhé. Thằng nhóc đó phá vỡ kỷ lục của đại ca luôn hả? vạn nhất rất tư kinh ngạc, cho dù biết Hạ Phi là thiên phú dị bẩm nhưng có thể đạt tới trình độ này thì cũng quá là nhanh rồi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Vạn nhất không khỏi giơ ngón tay cái ra cảm thán, Sa Thành Nghị lại nói, đứa nhỏ Hạ Phi này thật sự là một mầm non rất tốt, lần này ông Tiết làm ăn cũng đáng tin cậy lắm. Đưa Hạ Phi lên trên đảo, nói chung thì đây chính là việc làm tốt nhất của ông Tiết. Vạn nhất hỏi, đại ca, Hạ Phi đã phá kỷ lục nào của anh vậy? Bắn xa. Tuổi trẻ tài cao quá đi mất, em đi đón nó. Vạn Nhất kích động không chờ được nữa bèn lập tức rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Yên nghe cái tên Hạ Phi này nữa, cô cũng rất tò mò về đứa trẻ tên Hạ Phi đó. Có thể khiến Vạn Nhất và Sa thành nhị ngợi khen, lại còn phá được kỷ lục của Lục Cận Phong, đứa bé đó quả nhiên rất lợi hại. Phải dọn tới nhà cũ nhà họ Lục, Tô Yên cần phải thu xếp một vài thứ. Nói thật cô vẫn cảm thấy có hơi lo sợ. Như này có được tính là đi ra mắt phụ huynh không nhỉ? Lục Cận Phong, người trong nhà anh đều biết em hết sao? Tô Yên hỏi, lần đầu tiên tới nhà anh, thân là lớp con cháu, em có cần phải mua chút quà tới không? Đợi tí nữa anh với em đi ra ngoài mua đồ, ông nội anh thích gì? Cả cô với chú nữa, họ thích gì? Tô Yên quả thật rất khẩn trương, Lục Cận Phong vẫn rất đối dịu dàng nhìn cô, đầy vẻ cương chiều mà nói, không cần mua gì cả em tới là bọn họ đã vui lắm rồi như vậy sao được đây là lễ nghĩa cần phải chú ý mới được tô yên nói không được chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi không thể thất lễ được trước đó mẹ của lục cận phong đã tặng cô quà ra mắt rồi cô không thể quá bủn xỉn như vậy được lục cận phong khẽ cong môi cười được anh đi với em em đi thay quần áo trước đã tô yên chỉnh trang lại đầu tóc thay lại một bộ quần áo vừa đủ kín đáo Chờ sau khi thay đồ ra ngoài xong, cô lại vừa hay nhìn thấy Lục Cận Phong cũng đang gọi điện thoại cho Trần Tố Anh, "Mẹ, tối nay làm thêm món nha, con dắt Yên Yên cùng về." Lục Cận Phong, sao anh lại có thể nói trước với họ như vậy chứ?" Tô Yên thấp giọng, chỉ sợ Trần Tố Anh ở đầu dây bên kia sẽ nghe thấy. Nhưng mà người kia đang bật chế độ loa ngoài, Trần Tố Anh bên kia cũng nghe thấy được rồi. Bà lại bật cười đến sảng khoái mà nói, "Tiểu Yên à, cô sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món ngon cho con hai đứa về sớm chút nha không cần mua gì cả con đến đây là cô đã thấy vui rồi đừng có ngại tô yên thật sự là xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào thôi tô yên chừng mắt nhìn lục cận phong người kia mỉm cười nói với trần tố anh mẹ con cúc máy trước đây khẩu vị của yên yên thanh đạm thôi nên mẹ đừng làm món quá cay hoặc quá mặn đó không phải là khẩu vị của Tô Yên thanh đạm, mà là bác sĩ có dặn gần đây cô nên ăn thanh đạm một chút để điều trị cho cơ thể. Lục Cận Phong rất chu đáo, vừa không khiến cho Trần Tố Anh lo lắng quá nhiều lại vừa có thể đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Tô Yên. Cúp máy, Tô Yên giả vờ tức giận, đạp Lục Cận Phong một cái, đi. Ừm, hai người cùng đi tới cửa hàng, An Hinh gọi điện thoại tới nói muốn hẹn Tô Yên tối nay cùng đi ăn cơm. Chỉ e là không được rồi. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong bên cạnh mình, nói, hôm khác mình mời lại cậu nha. An Hinh lập tức ngửi được có gì đó mở ám, cười trêu có phải là lại có hẹn cùng với cậu chủ Lục rồi không? Anh ấy đi cùng với mình, Tô Yên không có nói rõ là hẹn hò, cô đi ra chỗ xa một chút, nói tối nay phải tới nhà cũng nhà họ Lục ăn cơm. Hinh Hinh à, trong lòng mình thấy căng thẳng lắm. Quào, wow, nhanh vậy đã ra mắt phụ huynh rồi hả? An Hinh vui vẻ nói, cậu chủ lục quả là tiến quân thần tốc nha, cậu đừng có lo lắng, là cậu chủ lục theo đuổi cậu mà. Hơn nữa, cậu lại đâu thua kém gì, người nhà họ lục nhất định sẽ thích cậu thôi. Ừm, mẹ của lục cận phong cũng rất thoải mái, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tới nhà ra mắt, Tô Yên ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi xuất sắng. Đúng rồi Tô Yên, Tô Vân thật sự là mua lại cái túi sách đó. Trăm triệu mà cô ta vẫn dơ bảng ra giá thật sự là bất ngờ ghê luôn. An Hinh nói, mình nghe nói người nhà họ sở vốn dĩ cũng không còn tiếp tế cho cô ta nữa, cô ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy nhỉ? Đó là chuyện của cô ta, chúng ta đừng quan tâm. Tô Yên nói, mình đi chọn quà tặng đây, tối nay lại nói chuyện sau nhé. Được rồi, cậu bận chuyện trước đi, An Hinh thức thời cúp máy. Tô Yên và Lục Cận Phong đi dạo quanh cửa hàng một vòng, không chọn được món nào vừa ý trang sức thì nhà họ lục không thiếu, mấy túi sách hàng hiệu đó lại càng có rất nhiều rồi. Cuối cùng, cả hai cùng dừng lại ở một cửa tiệm trái cây, lục cận phong nói cứ mua cái này đi. Tô Yên kinh ngạc, mua trái cây hả? Hình như không tốt lắm đâu. Chỉ cần là em mua thì bọn họ đều thích, của ít lòng nhiều mà. Cuối cùng, cả hai chọn một thùng trái cây tươi, tổng tiền là mấy trăm nghìn. Trên đường lái xe tới nhà cũ nhà họ lục, Tô Yên vẫn luôn thấy bồn chồn trong người, càng gần tới nhà họ Lục, cô lại càng căng thẳng không thôi. Xe chậm rãi lái vào sân vườn của nhà họ Lục, diện tích của cả nhà cũ này rộng tới mấy nghìn mét vuông được xây theo lối kiến trúc cổ, xe vào trong sân cũng lái tầm hơn mấy phút nữa mới tới cửa. Khoảnh khắc đẩy cửa xe bước ra, Tô Yên bị độ hào nhoáng của nơi này làm cho sửng sốt. Trước cổng nhà họ Lục đã đứng sẵn hai hàng người, khoảng chừng có 50 hay 60 người gì đó, có bảo mẫu, người giúp việc rồi tới tài xế. Mà Trần Tố Anh và ông cụ Lục cũng đang đứng ở trên bậc thang quan sát. Lục Minh Khánh và cả Lục Thừa Mẫn cũng đều đang ở đó. Tô Yên vừa bước xuống đất thì cả đám người làm đã đồng loạt hô lên, chào cô Tô, chào cậu cả. Tô Yên cười gượng một cái, ánh mắt vô cùng có tính dò xét nhìn về phía Lục Cận Phong, muốn hỏi là sao lại làm rầm rộ lên như thế vậy chứ? Lục Cận Phong nhún vai, vẻ mặt rất bất khả kháng. Anh cũng không ngờ Trần Tố Anh và ông Cụ Lục lại chuẩn bị màn chào đón long trọng như vậy. Tiểu Yên à, mau vào trong đi. Có mệt lắm không, đói bụng chưa? Trần Tố Anh nhiệt tình đi tới nắm tay của Tô Yên, trực tiếp bỏ mặc đứa con trai ruột ở phía sau. Ông Cụ Lục nhìn thấy Tô Yên cũng nở nụ cười hiền hậu, lúc đầu nghe cháu trai của mình nói muốn dắt bạn gái về nhà, ông vẫn còn nghi ngờ chưa tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy anh thật sự đưa Tô Yên về đây mới vô cùng hào hứng. Lục Cận Phong kết hôn ba lần, sống hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên chính thức dắt bạn gái về nhà. Cô, con không mệt, Tô Yên mỉm cười đáp, sau đó lại tới chào hỏi ông cụ Lục, con chào ông nội. Ừ ừ ừ, một tiếng ông nội đó khiến ông cụ Lục cười đến ngoác mồm, mau vào trong đi. Mọi người đồng loạt tiến vào, chỉ còn mỗi Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu đơn độc lục minh khánh đi được hai bước bỗng quay người lại anh cả em đẩy anh lục cận phong còn chút lương tâm đó lục minh khánh phỉ nhổ anh bỗng dắt cô tô về đây nên mình bị ngó lơ còn trách ai được lục cận phong đột ngột dắt tô yên về chuyện này cũng khiến lục minh khánh rất bất ngờ anh ta đẩy lục cận phong vào trong lục thừa mẫn mỉm cười chúc mừng chúc mừng anh cả xem ra ngày vui của anh với cô tô sắp tới rồi ừm lục cận phong đáp trên mặt cũng không có lấy một biểu cảm nào, cũng không nói nhiều hơn một chữ. Ở trong phòng khách, Trần Tố Anh và ông cụ lục cứ mãi nhìn chằm chằm Tô Yên, dù từ góc độ nào cũng đều cảm thấy rất vừa mắt. Mấy chục người giúp việc đứng ở hai bên, Tô Yên ngồi trên ghế sofa cảm thấy không được tự nhiên cho lắn, nụ cười trên mặt cũng trở nên ngượng nhịu. Cô gượng cười một cái, Trần Tố Anh và ông cụ lục cũng gượng cười thao, tình huống hiện tại vô cùng, ngượng nhịu quá đi mất. Lục Cận Phong mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này đi, ông nội, mẹ, hai người mà còn nhìn chằm chằm yên yên như thế, cô ấy sẽ bị hai người dọa chạy mất đó. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh lập tức thu lại ánh mắt, tôi yên cười nói, không sao không sao. À đúng rồi, ông nội, cô, con có mua chút trái cây, hy vọng hai người thích. Thích thích, ông cụ Lục và Trần Tố Anh đồng thanh như một, Trần Tố Anh còn nói thêm, tiểu yên đói bụng chưa, ăn cơm trước nhé chú Tường à, bảo nhà bếp dọn món ăn lên đây. Mấy chục dĩa thức ăn liên tục được bày lên, vào lúc này lại có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớn. Con không tới muộn chứ. chương 110, lần đầu gặp gỡ Hạ Phi. Người chưa thấy đã nghe giọng tới trước rồi. Vạn nhất sắt Hạ Phi tới, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Trần Tố Anh và ông Cụ Lục nhìn thấy Hạ Phi, cả hai lại theo bản năng mà nhìn nhau đứa nhỏ này sao lại có nét giống với lục cận phong hồi còn nhỏ thế trần tố anh có hơi khẩn trương bật thốt lên hỏi lục cận phong con trai đứa nhỏ này không phải là con riêng của con ở bên ngoài mà giấu mẹ đó chứ con đừng có mà cho mẹ một bất ngờ lớn như vậy nha mẹ đỡ không nổi đâu suốt lời trần tố anh mới ý thức được là mình đã nói sai tô yên đang ở đây mà bà lại nói con riêng cái gì vậy chứ đây còn không phải là công khai phá vỡ tình cảm của con trai mình nữa sao? Nhưng mà quả thật Hạ Phi rất giống với Lục Cận Phong lúc còn nhỏ. Trần Tố Anh quá kinh ngạc nên phút chốc không biết lựa lời như nào cho đúng. Bây giờ bà lại chỉ hận không thể tự mình vả miệng, ánh mắt hồi hộp ngó nhìn sắc mặt của Tô Yên. Con riêng, câu nói đó của Trần Tố Anh khiến bầu không khí ở đây đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lục Thừa Mẫn cũng theo bản năng ngó nhìn Hạ Phi, Khoan hãy nói, thật sự là giống nhau rất nhiều. Tô Yên cũng tiếp nhận được hai chữ con riêng kia, trong ánh mắt thoáng xẹt qua một nét mờ mịt và kinh ngạc. Lục Cận Phong liếc nhìn Hạ Phi, nói, đây chính là Hạ Phi, con nuôi của Vạn Nhất. Vạn Nhất bỗng bị gọi tên lại thoáng bối rối, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại mà cười nói, đúng rồi ạ, à, đây là con nuôi của con, Hạ Phi. Có thể có được Hạ Phi dễ dàng như thế, chuyện tốt này Vạn Nhất rất sẵn sàng đảm nhận nha. Ai bảo thằng nhóc này bình thường hay ăn hiếp anh ta? Hạ Phi liếc nhìn Vạn Nhất một cái, trong lòng lại thấy không vui. Có Lục Thừa Mẫn ở đây, dĩ nhiên Lục Cận Phong sẽ không nói ra lai lịch thật sự của Hạ Phi, chỉ có thể đùn qua cho Vạn Nhất. Vạn Nhất choàng tay lên vai của Hạ Phi cười nói, "Hạ Phi, mau chào mọi người đi. Đây chính là ông Cóc, kia là bà nội Trần, còn người này." Vạn Nhất định giới thiệu Tô Yên, đột nhiên lại không biết nên xưng hô như nào nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục. Vậy là mở cả Lục hay là cô Tô? Cuối cùng, vẫn là Hà Phi mở miệng, lễ phép gọi, "Chào dì Tô, chào ông Cóc, chào bà nội Trần ạ." Có thể ngồi ở bên cạnh của Lục Cận Phong, xinh đẹp lại có chút quen mặt như vậy, Hà Phi cũng lập tức đoán ra được thân phận của Tô Yên. Trước sự thông minh của Hà Phi, Lục Cận Phong và Vạn Nhất đều chỉ cười cười, cũng không thấy ngạc nhiên gì lắm. Trần Tố Anh vừa nghe đây là con nuôi của vạn nhất lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đứa nhỏ này nhìn sáng sủa xinh xắn như vậy, thật sự là vừa nhìn đã yêu nha. Vạn nhất tìm chỗ trống ngồi xuống, Hạ Phi nhìn quanh một lượt bàn cơm, cũng không lập tức ngồi xuống. Ánh mắt của cậu bé lại bỗng nhìn về phía Tô Yên. Cũng không hiểu tại sao, Hạ Phi cảm thấy Tô Yên rất thân thiết, đến mức cậu không nở rời tầm mắt, nhất thời thất thần ra đó. Hạ Phi, còn đứng ngơ ra đó làm gì, nhanh ngồi xuống đi. Vạn Nhất vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh nói, ngồi cạnh cha nè. Hạ Phi nhìn trầm trầm Tô Yên, mà Tô Yên cũng nhìn lại Hạ Phi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phi, Tô Yên cũng có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cô cho rằng Hạ Vũ Mặc đã là đứa trẻ xinh xắn lắm rồi, không ngờ Hạ Phi lại còn xinh xắn hơn Hạ Vũ Mặc. Cả người của Hạ Vũ Mặc mềm mại, bộ bấm đáng yêu giống như một cục thịt viên nhỏ vậy, da rẻ cũng trắng muốt. Hạ Phi lại vì thường xuyên rèn luyện tay chân, làn da dám nắng màu bánh mật, thoạt nhìn còn sáng láng hơn. Đặc biệt là cặp mắt kia lại có đôi nét rất giống với Lục Cận Phong, một vẻ sắc sảo vốn không hợp với số tuổi của cậu bé. Hạ Phi lúc này hoàn hồn ngồi xuống bên cạnh vạn nhất. Nhà cũ của nhà họ Lục đã rất lâu rồi không có được náo nhiệt như vậy, trong lúc ăn, Trần Tố Anh cũng rất nhiệt tình gắp sau cho Tô Yên, Lục Cận Phong bên cạnh cũng chăm sóc cô rất kỹ. Hạ Phi khá là điềm tĩnh, không nói gì cả, rất có gia giáo mà ngồi dùng cơm. Vạn Nhất suốt cả buổi cứ lải nhải bên miệng, "Con nuôi, nào, ăn cua đồng đi. Con nuôi, nè, ăn cá đi. Con nuôi." Vạn Nhất cứ như thể đường tăng niệm kinh, nhân dịp có thể được ở trên cơ của Hạ Phi mà không hề lãng phí một giây phút nào. Hạ Phi âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo Vạn Nhất mấy lần, nhưng người kia lại làm như không nghe thấy, chỉ lải nhải một câu, "Con nuôi, ăn canh đi nè." Còn cà rốt này nữa, trẻ con ăn nhiều thì mới mau lớn. Hạ Phi, cậu bé ghét nhất là ăn cà rốt. Vạn nhất cảm thấy vô cùng khoái trí, bởi có thể nhìn thấy được Hạ Phi nếm quả đắng thật sự là rất hiếm hoi. Hạ Phi nhìn vạn nhất bằng cái nhìn khinh bỉ, sau đó cúi đầu ăn cơm, gắp hết cà rốt ra ngoài. Hành động đó của cậu bé được Tô Yên thu hết vào trong tâm mắt, cô chợt nhớ tới Hạ Vũ cũng không ăn cà rốt. Trẻ con bây giờ đều không thích ăn rau củ. Ông cụ lục nhìn một bàn cả nhà ăn cơm, vui vẻ mà nói, lúc còn sống mà có thể nhìn thấy cảnh bốn thế hệ cũng ngồi ăn chung một bàn, vui vẻ hòa thuận như này, thật sự chết cũng không còn hối tiếc nữa. Ý của ông cụ ở đây tức là hối lục cận phong mau chóng kết hôn rồi sinh con. Mà nghĩ theo một ý nghĩa khác thì ông cũng mong hai anh em lục cận phong và lục thừa mẫn có thể hòa giải mâu thuẫn với nhau. Nghe tới đây, lục cận phong và lục thừa mẫn nhìn nhau, lục thừa mẫn cười nói, ông nội, Ông nhất định sẽ có thể sống lâu trăm tuổi. Đừng nói là bốn thế hệ, năm thế hệ cũng có thể. Nói xong, lục thừa mẫn nhìn về phía lục cận phong chiêu gẹo, anh cả, mọi người ở đây ai cũng đều mong chờ được uống rượu mừng của anh với cô tô đây hết đó. Lục cận phong nhìn tôi yên một cái, nói yên yên chính là một nửa còn lại của tôi, cũng chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ lục, khụ khụ, nếu như ngày nào đó tôi chết đi, yên yên sẽ chính là người đứng đầu của nhà họ lục, khụ khụ lục cận phong đột nhiên ho khan kịch liệt cảm giác như sắp ho đến văng cả phổi ra ngoài rồi uống miếng nước đi tô yên vội vàng rót cho lục cận phong ly nước trần tố anh căng thẳng nói thằng danh con không sao chứ lục cận phong từ từ bình thường lại phất tay nói mẹ ông nội xem ra con không thể tiếp tục ăn cơm cùng với mọi người rồi không sao không sao mau quay về phòng nghỉ ngơi đi ông cụ lục cũng cảm thấy thương xót cho sức khỏe của cháu trai mình Lục Cận Phong che miệng ho khan, "Yên yên, dìu anh về phòng nghỉ ngơi." "Được, Tô Yên đẩy Lục Cận Phong lên lầu." Nhà họ Lục đặc biệt vì tình trạng của Lục Cận Phong mà lắp đặt thang máy, có thể đi thang máy lên thẳng lầu 3. Hạ Phi cũng rất khẩn trương, liên tục nhìn chằm chằm vào hướng đi của Lục Cận Phong, sau đó mới quay sang hỏi Vạn Nhất, "Sức khỏe của đại ca Lục sao thế?" "Sức khỏe của đại ca Lục càng lúc càng tệ." Vạn Nhất thở dài, mấy câu này là cố ý nói cho Lục thừa mẫn nghe. Nhưng mà yên tâm, cha đã mời một bác sĩ vô cùng lợi hại cho đại ca rồi, nhất định sẽ có thể nhanh chóng khỏe lại thôi. Ông cụ Lục vừa nghe đã hỏi, "Vạn nhất, con thật sự là đã tìm được bác sĩ cho Tiểu Phong rồi hả?" Ông nội Lục, con biết sức khỏe của đại ca không tốt, cho nên mấy ngày nay đều tìm bác sĩ. Cuối cùng cũng tìm được một vị bác sĩ nổi tiếng, ngày mai có lẽ sẽ tới Đế Đô." Lục thừa mẫn mở miệng nói, "Ông nội anh cả bị bệnh nặng như vậy cũng không thể chờ tới sáng mai đâu, vừa hay con có quen một vị bác sĩ rất giỏi, ông ấy cũng ở đế đô, con sẽ lập tức gọi điện cho ông ấy tới khám bệnh cho anh cả, em mờ. Ánh mắt đục ngầu của ông cụ lục bỗng xoẹt qua một tia khác thường, do so dự một lúc lại nói, được, vậy con gọi điện cho vị bác sĩ đó tới khám bệnh cho anh cả con xem. Hạ Phi và Vạn Nhất liếc mắt nhìn nhau, Hạ Phi đứng lên nói, cụ cố, bà nội Trần, con muốn đi thăm đại ca lục trần tố anh cảm động nói thật là một đứa bé ngoan đi đi ở lầu ba tô yên đẩy lục cận phong vào trong phòng người kia lập tức không còn ho nữa cũng tháo mặt nạ sẹo trên mặt xuống tô yên dùng tay chọc chọc vào lớp mặt nạ kia nói cái này làm y hệt thật luôn thì là dùng da người làm mà hả tô yên vừa nghe đã sợ khiếp phía vội vứt lớp mặt nạ kia đi lại nhìn thấy ý cười trong mắt của lục cận phong mới biết mình bị đùa bỡn thẹn quá hóa giận, được lắm nha lục cận phong, anh dám dỡn mặt với em hả? Nói xong, tôi yên sắn tay áo lên. Lục cận phong nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng, cùng ngã lăn xuống giường. chương 111, lộ tẩy rồi. Hai người vui đùa trên giường, dẫn qua dỡn lại một hồi, đột nhiên yên tĩnh lại. Đôi mắt thâm thúy của lục cận phong nhìn chằm chằm người tô yên. Anh vươn tay giúp cô vén những sợi tóc lộn xộn trước chán, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt, cái mũi xuống thẳng đến bờ môi của Tô Yên. Đôi môi xinh đẹp như đóa hồng nở rộ đợi người hái. Ít hầu của Lục Cận Phong chuyển động. Ở trong mắt Tô Yên, động tác này gợi cảm muốn chết. Tô Yên nhìn chằm chằm ít hầu của Lục Cận Phong, nhịn không được vươn tay ra sờ. Ít hầu của anh, đẹp thật đấy. Cái chạm này giống như là chạm phải dòng điện. Lục Cận Phong bắt lấy tay Tô Yên, thì thào một cách động tình, yên yên, anh muốn. Hả? Tô Yên ngây ra một chốc, ngượng đỏ cả mặt. Cô lấy hai tay che mặt, lại nhịn không được nhìn lén qua kẽ hở giữa ngón tay. Dáng vẻ thẹn thùng của Tô Yên giống như một cây thuốc phiện có thể gây chết người. Bàn tay của Lục Cận Phong chậm rãi lướt từ ngực xuống dưới, bắt đầu cởi nút quần. Rõ ràng cũng không không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Tô Yên vẫn thấy căng thẳng, có cảm giác như máu trong người đang sôi trào. Đại ca Lục, gì Tô? phía cửa có giọng nói non nớt của Hạ Phi truyền đến, bất chợt cửa bị vặn mở. Lục Cận Phong và Tô Yên giống như hai cái lò xo, so, thoáng cái đã tách ra. Tô Yên lập tức chỉnh lại quần áo, ngồi dậy. Lục Cận Phong cũng nhanh chóng ngồi về lại xe lăn, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hạ Phi bước vào, quay trái, quay phải nhìn hai người. Dù sao thì Hạ Phi vẫn chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể nhìn ra vừa rồi hai người thiếu chút nữa là lau súng cướp cò, Hạ Phi cũng không thấy xấu hổ khi làm phiền chuyện tốt của người khác, nó tò mò nói, đại ca Lục, dì Tô, sao trông hai người có vẻ hơi căng thẳng vậy? Sao hai người không khóa cửa? Em vừa vặn một phát đã vào được rồi. Nếu như người bước vào là người khác, đại ca Lục, bí mật của anh sẽ bị lộ đấy. Hạ Phi có nề nếp khuyên dân Lục Cảnh Phong. Có một câu nói là chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, vậy người xấu hổ sẽ là người khác. Hai người Lục Cận Phong và Tô Yên đều có chút không được tự nhiên. Lục Cận Phong nắm tay thành đấm, che bên khóe môi, giả bộ ho vài tiếng. Quả thật là vừa rồi quá sơ ý. Má Tô Yên nóng bừng, cúi đầu cười xấu hổ, "Hạ Phi, con đã ăn xong chưa?" "Dạ ăn xong rồi." Hạ Phi nhìn qua Lục Cận Phong, vẻ mặt nghiêm túc, "Đại ca Lục, anh đã khỏe hơn chưa?" "Vừa nãy Lục thừa mẫn nói muốn gọi bác sĩ đến khám cho anh, chắc là sẽ đến nhanh thôi." lục cận phong sớm đã đoán trước được lục thừa mẫn sẽ giữ lại một nước đi anh trầm giọng nói hạ phi tối nay em đến nhà vạn nhất ở trước đi hạ phi u ám nói một câu đại ca lục anh yên tâm để tôi đi sao lục cận phong nhớ đến lúc dùng bữa vạn nhất liên tục chiếm tiện nghi của hạ phi vậy nếu để hai người cùng một chỗ vạn nhất chắc chắn xui xẻo lục cận phong ý vị sâu xa cong môi ra ngoài gây chuyện rồi cũng phải trả giá trong con người tối đen của Hạ Phi xẹt qua một chút xảo quyệt, đại ca Lục, em biết nên làm gì rồi. Tô Yên nhìn qua nhìn lại hai người, cô đột nhiên có chút đồng cảm với vạn nhất, đây chính là kết cục của việc làm chuyện không nên làm đấy. Lục cận phong đeo lại mặt nạ sẹo lên mặt, nằm xuống giường, rất nhanh đã tiến vào trạng thái suy yếu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quy tiên. Tô Yên dựng ngón cái, quả nhiên đời người như một vở kịch, toàn là dựa vào diễn xuất chả phải trước kia cô đã bị diễn xuất của lục cận phong lừa sao dì tô dì có thể đưa con xuống lầu không hạ phi ngước đầu nhìn tô yên hạ phi rất ít khi chủ động thân cận một người nhưng là tô yên nó lại không kiềm được muốn đến gần được chứ tô yên rất vui cô cũng rất thích hạ phi lục cận phong sầu muộn bây giờ anh là một bệnh nhân ý của lời này là không phải là nên có một người ở lại chăm sóc sao tô yên trợn mắt nhìn anh một cái vì thế anh nên nằm cho ngay ngắn, đợi lục thừa mẫn dẫn bác sĩ đến. Em đưa Hạ Phi xuống lầu trước. Hạ Phi phỉ nhổ, đại ca lục, mượn gì tô của anh vài phút, không cần phải keo kiệt như vậy. Lục cận phong càng sầu muộn hơn, tôi có chút hối hận khi để nhóc rời đảo. Hạ Phi, đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời. Tô Yên không nhịn được bật cười, nắm tay Hạ Phi đi ra ngoài. Lúc bàn tay được Tô Yên nắm lấy, Hạ Phi thoáng sửng sốt tay của dì tô thật ấm áp. Hạ Phi cố ý nói Tô Yên đưa nó xuống lầu, chẳng qua chỉ là vì lúc nãy Lục Cận Phong đã nói nó là con nuôi của vạn nhất, nó chỉ đáp lại cái lễ nho nhỏ cho Lục Cận Phong mà thôi. Hiện tại ai cũng đều biết Tô Yên là điểm yếu của Lục Cận Phong. Đều biết dùng Tô Yên để nắm thóp Lục Cận Phong. Điều này khiến cho Lục Cận Phong rất khó chịu. Ra khỏi phòng, Hạ Phi rút tay lại, Tô Yên nghi hoặc làm sao vậy? Hạ Phi là do có hơi không quen. Tô Yên vừa hỏi như vậy, mặt Hạ Phi lập tức đỏ lên. Đi xuống cầu thang, không an toàn. Tô Yên thấy mặt Hạ Phi đỏ lên thì rất là kinh ngạc. Hạ Phi trông có vẻ ngầu ngầu, vẻ mặt như kiểu người lạ chớ gần, nên khi nhìn thấy nét ngượng ngùng trên mặt Hạ Phi, tất nhiên là Tô Yên rất kinh ngạc. Cô nhìn cầu thang, mỉm cười hỏi, Hạ Phi, gì nghe nói là con rất lợi hại, phá vỡ được kỷ lục mà Lục Cận Phong đã để lại. Con còn nhỏ như vậy đã bắt đầu huấn luyện, có thấy cảm thấy khổ không? Khổ? Hạ Phi lắc đầu, con muốn lợi hại hơn đại ca lục, vượt qua anh ấy thì không cảm thấy khổ. Tô Yên sờ đầu Hạ Phi, trẻ con thì không thể có lòng hơn thua quá nặng, bằng không con sẽ không cảm giác được sự vui vẻ. Và lại, con đã rất lợi hại rồi, con là đứa trẻ giỏi nhất mà dì từng gặp. Hạ Phi ngước đầu nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Yên, và nụ cười của Tô Yên, nó cảm thấy Tô Yên cười lên trông y như một người mẹ nó là một đứa trẻ mồ côi không có mẹ gì Tô cũng không thể là mẹ của nó hạ phi rủ mắt đút hai tay vào túi đi xuống lầu hạ phi tôi yên cảm thấy không hiểu ra sao không biết vì sao hạ phi đột nhiên lại đi mất hạ phi chào ông cụ lục và trần tố anh sau đó nhìn về phía vạn nhất nói một cách rất không tình nguyện cha nuôi đi thôi một tiếng cha nuôi đã khiến cho vạn nhất vui như mở hội tung tăng đi theo hạ phi ông lục bác gái, cháu đi đây, con nít phải ngủ sớm để phát triển cơ thể. Được, Trần Tố Anh có chút luyến tiếc tiến hạ phi và vạn nhất ra về. Đợi người đi rồi, tôi yên cũng đi lên lầu. Trần Tố Anh về phòng, bắt đầu lục tung phòng tìm đồ. Tìm một lúc lâu mới tìm ra bức ảnh lúc nhỏ của Lục Cận Phong. Lúc nhìn vào bức ảnh, bà nhớ lại dáng dấp của Hạ Phi, vẻ mặt chợt biến. Trần Tố Anh thì thào, sao có thể giống đến vậy? Lục Cận Phong nằm trong phòng được nửa tiếng đồng hồ, thì bác sĩ do Lục Thừa Mẫn tìm đến đã tới. Là một người đàn ông trung niên cao gầy, gọi là bác sĩ Hồ, để tròm dâu dê, mặc một bộ hán phục, lưng đeo một hòm thuốc. Trông có cảm giác như một cao nhân thoát tục. Tất cả người nhà họ Lục đều đến phòng Lục Cận Phong. Trần Tố Anh hỏi, bác sĩ Hồ, năng lực của ông có được không? Nếu như chữa hư con trai tôi, có 10 cái mạng của ông cũng không đủ đền lại trần tố anh nói lời này là nói cho lục thừa mẫn nghe trần tố anh biết lục cận phong không có bệnh lục thừa mẫn gọi bác sĩ đến đoán chừng là để thăm dò thật giả lục cận phong nằm tựa lên đầu giường thỉnh thoảng ho vài tiếng giả bộ yếu ớt lục thừa mẫn lên tiếng thím à thuật chữa bệnh của bác sĩ hồ rất lợi hại ông ấy học đông y đông y củng cổ căn cơ bồi dưỡng nguyên thần khẳng định không có vấn đề gì thím đừng lo lắng chẳng lẽ tôi lại đi hại anh cả hừ cái đó cũng chưa chắc trần tố anh có gì nói đấy không hề cho lục thừa mẫn chút mặt mũi lục thừa mẫn có chút xấu hổ ông cụ lục ngồi một bên không hề lên tiếng lục minh khánh nói một lời còn mang theo ẩn ý khác thím cứ để cho bác sĩ hồ khám cho anh cả đi cũng để cho anh hai yên tâm bác sĩ hồ liếc nhìn lục thừa mẫn lục thừa mẫn dùng mắt ra hiệu bảo bác sĩ hồ tiếp tục cậu cả lục mời đưa tay ra tôi sẽ bắt mạch cho cậu. Lục Cận Phong rất phối hợp đưa tay ra. Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái, trong lòng thấp thỏm. Nếu như không có bệnh, không phải bắt mạch một cái là biết sao. Rốt cuộc là chén thuốc đó của Sa Thành Nghị có tác dụng không? Bác sĩ Hồ bắt mạch cho Lục Cận Phong. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chầm chầm bác sĩ Hồ. Đột nhiên, sắc mặt bác sĩ Hồ thay đổi, bàn tay nhanh chóng rời khỏi mạch đập của Lục Cận Phong. Lục thừa mẫn vội vàng hỏi, bác sĩ Hồ, thế nào rồi? chương 112, đây chính là lời oán trả ơn. Không chỉ có lục thừa mẫn, ngay cả ông cụ lục và Trần Tố Anh cũng bị căng thẳng bởi phản ứng của bác sĩ Hồ. Ông cụ lục đứng dậy, hỏi cháu tôi thế nào rồi? Tô Yên cũng nhìn chằm chằm bác sĩ Hồ. Suốt cuộc là bác sĩ Hồ đã phát hiện ra gì rồi, hay là đang bắt tay diễn kịch với lục thừa mẫn? Bác sĩ Hồ nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt nghiêm trọng nói, tình hình rất không tốt. Ông Lục, tôi mong có thể mượn một nơi để nói chuyện. Được, ông cụ Lục cũng nghiêm túc lên, đến phòng làm việc của tôi. Ông nội, con đi với ông. Lục thừa mẫn đỡ ông cụ Lục, ba người cùng nhau đi đến phòng làm việc. Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên, Lục Minh Khánh và Trần Tố Anh. Trần Tố Anh cẩn thận đóng cửa lại, sau đó quay về lại, nói nhỏ con trai, không phải là bị nhìn ra rồi chứ lục minh khánh cũng có hơi lo lắng nói em thấy bác sĩ lần này anh hai tìm đến cũng có năng lực anh cả lỡ như người tên hồ đó nói bậy nói bạ nói lỡ miệng thì làm sao đây lục cận phong thong thả vuốt tay áo cười lạnh một tiếng lục thừa mẫn trở về có lẽ là nên giật dây những chi còn lại của nhà họ lục chuẩn bị quan tài cho con rồi lời này càng khiến người ta khó hiểu hơn tô yên nhíu mày lục cận phong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Lục Cận Phong giải thích, thuốc mà Sa Thành Nghị đã đưa cho anh uống có thể tạo thành một loại giả tưởng rằng anh đã là giàu hết đèn tắt. Lục Minh Khánh nói, anh cả, anh đang cho anh hai cơ hội ra tay sao? Đôi mắt Lục Cận Phong trở nên sâu thẳm, chú hai và hai cha con Lục thừa mẫn quá mức cẩn thận, nếu như không ở phía sau đẩy một phát, bàn cờ này sẽ trở thành thế cờ chết. Quả nhiên, như những gì Lục Cận Phong đã nói, sai khi ba người đi ra khỏi phòng làm việc, lục thừa mẫn bày ra dáng vẻ thương xót cho lục cận phong anh cả nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe tôi nhất định sẽ tìm thêm bác sĩ có tiếng chữa bệnh cho anh ông cụ lục liên tục thở dài dường như thoáng chốc đã già đi không ít trong đôi mắt đục ngầu ánh nước mắt lục minh khánh an ủi ông nội ông đừng lo lắng không phải vạn nhất đã nói ngày mai sẽ dẫn một bác sĩ có tiếng đến sao anh cả nhất định sẽ không sao ông cụ lục đứng chỗ đầu giường lục cận phong Căn dặn, Tiểu Phong, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc tốt thân thể. Sau khi bác sĩ Hồ và Lục thừa mẫn rời đi, Lục Minh Khánh ở lại nhà cũ, Trần Tố Anh chuẩn bị một căn phòng ở cách vách Lục Cận Phong cho Tô Yên. Trần Tố Anh cũng mong có thể được bồng cháu sớm, nhưng suy cho cùng thì Tô Yên cũng chưa được gả đi, bà cũng phải suy nghĩ cho danh tiếng của Tô Yên. Tô Yên đi ra khỏi phòng Lục Cận Phong, chuẩn bị xuống lầu, lại đụng phải Lục Minh Khánh chỗ cầu thang. Lục Nam Thần Tô Yên chào một tiếng. "Cô Tô, Lục Minh Khánh gật đầu, hỏi, đã quen chưa?" "Cũng được." Tô Yên mỉm cười. Đối diện với Lục Minh Khánh, ít nhiều gì vẫn có chút xấu hổ. Dù sao thì trước kia Lục Minh Khánh cũng là cấp trên của mình. "Vậy thì tốt." Hai người nhất thời không nói gì, đột nhiên yên tĩnh lại. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Yên kêu lên, là Hạ Vũ Mặc gọi video đến. Tô Yên vừa chỉ điện thoại vừa nói, "Tôi nhận cuộc gọi video đã." Cuộc gọi này gọi đến quá đúng lúc, vừa vặn làm giảm bớt sự xấu hổ. Được, Lục Minh Khánh vốn là một người rất biết nói chuyện, nhưng ở trước mặt Tô Yên thì lại luôn luôn không biết phải nói gì. Tô Yên cầm điện thoại đi xuống lầu gọi video với Hạ Vũ Mặc. Cô cũng thuận tiện nói cho Lưu Tuyết Lam và Lý Mục Sinh biết là tạm thời cô sẽ chuyển đến nhà cũ của nhà họ Lục để chăm sóc cho Lục Cận Phong. Ngày hôm sau, như những gì lục cận phong đã đoán sáng sớm ngày sau các đài truyền thông đều đưa tin lục cận phong bệnh tình nguy kịch ngay cả tập đoàn lục thị cũng rơi vào bầu không khí căng thẳng tô đình nghiêm cố ý gọi điện thoại cho tô yên thăm dò thực hư tiểu yên lục cận phong thật sự sắp chết rồi sao tô yên thản nhiên nói báo chí đưa tin ông cũng thấy rồi đấy tô đình nghiêm thở dài trong điện thoại cha còn tưởng là những ngày tháng tốt lành của con sắp đến rồi không ngờ là còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục, Lục Cận Phong đã sắp chết rồi. Tô Yên cười lạnh một tiếng, "Thưa dịp bây giờ tôi còn chưa tiếp nhận tập đoàn Tô thị, ông còn có thể đổi ý, đợi tôi nắm trong tay rồi, ông muốn lấy lại cũng không dễ dàng gì đâu." "Cha sao có thể đổi ý chứ, cha là loại người đó sao?" "Công ty đã giao cho con rồi, thì nó chính là của con." Tô Đình Nghiêm nói, "Không phải còn nhà họ Lý đó sao?" "Tiểu Vân, nhà họ Tô trông cậy vào con." A, à, Tô Yên cười nhạo một tiếng, cúp điện thoại. Cô không hề trực tiếp tiếp nhận công ty, mà trực tiếp cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đi tìm phó tổng giám đốc của công ty, đưa phó tổng giám đốc lúc đó lên trước chủ tịch đại diện. Thay vì tiếp nhận một cuộc diện dối rắm, chỉ bằng tìm người khác giải quyết cho. Lúc đưa ra quyết định này, Tô Yên còn đặc biệt xin ý kiến của Lý Mộc Sinh, nhận được sự tán thành của Lý Mộc Sinh, cô mới thực hiện. Tô Yên nói chuyện xong vừa ra khỏi quán cà phê, lập tức bị người ta chặn lại. Cô Tô, cậu chủ của chúng tôi có lời mời. Tô Yên liếc nhìn chiếc xe ở phía đối diện, cửa xe được hạ xuống, người ngồi bên trong chính là Chu Kiệt. Ban ngày ban mặt, cũng không thể nào lại bắt cóc cô đâu nhỉ. Tô Yên trần trừ đi qua, cười gượng nói, cậu cả Chu, trùng hợp thật. Tôi đã đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Chu Kiệt liếc mắt qua ghế ngồi bên cạnh, gia hiệu tô yên lên xe trước kia có vài chuyện chưa nói xong tìm một nơi rồi nói tiếp đi không cần đâu nhỉ tô yên nhìn vệ sĩ mà chu kiệt dẫn theo dường như cũng không cho phép cô từ chối chu kiệt nhìn tô yên sao cô tô sợ tôi làm hại gì cô à cô yên tâm chu kiệt tôi không phải loại người lấy oán báo ơn để che giấu cho tôi một mình cô đã dẫn dắt đám người của tổ chức ám dạ rời đi phần ân tình này chu kiệt tôi đã nhớ kỹ rồi Tô Yên mím môi, cảm thấy quá xấu hổ để nói đây chỉ là một hiểu lầm. Tổ chức ám dạ căn bản là không phải nhắm về phía Chu Kiệt, mà chỉ là đến tìm cô mà thôi. Cô cũng không có vĩ đại như lời Chu Kiệt nói, hy sinh thân mình dẫn dắt người của ám dạ rời đi. Chẳng qua cô đã giữ một chân còn lại cho Chu Kiệt, Chu Kiệt quả thật nợ cô một ân tình. Tô Yên lên xe, đi đâu? Để trả ơn cho cô, tôi quyết định tặng cô một món quà lớn. Quà lớn? Tô Yên bĩu môi, cô không cần quà lớn gì cả, chỉ cần không phải thứ khiếp sợ gì là được. Mà sự thật đã chứng minh, cô quả thật không thể mong đợi gì từ Chu Kiệt. Một tiếng sau, chiếc xe chậm rãi chạy đến một khu biệt thự, chỗ này chính là nhà riêng ở bên ngoài của Chu Kiệt. Chu Kiệt ngồi trên xe lăn, được vệ sĩ đẩy vào, Tô Yên đi theo phía sau. Sau khi tiến vào, cô bị sửng sốt bởi hai người đang ngồi tại phòng khách người ngồi trên sofa chính là tô vân và sở hướng nam đang bị vệ sĩ nhìn chằm chằm tô yên đây là chuyện gì sở hướng nam rất bất ngờ anh ta lại nhìn qua chu kiệt đang ngồi trên xe lăn mới biết là mình bị ai đưa tới đây mấy tiếng trước tô vân và sở hướng nam bị dẫn đến nơi này bị mấy vệ sĩ trông coi ngay cả cửa cũng không được đi ra cũng không biết ai là người đã đưa bọn họ đến đây chị anh các người đưa chúng tôi đến đây làm gì tô vân cũng lơ mơ không hiểu và cũng có chút sợ hãi cô ta sợ chu kiệt tuyết vân là con gái riêng của chu hoàng long cùng cha khác mẹ với chu kiệt nên gọi một tiếng anh sắc mặt chu kiệt sầm xuống quát mắng ai là anh của cô mẹ tôi chỉ sinh cho tôi một đứa em gái tên là chu minh nguyệt mà thôi cô là cái thá gì chứ tô yên lạnh mặt đừng gọi chị bậy mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi mà thôi không hề có chị em gì hai người hai miệng một lời Tô Vân bị oán ghét đến mặt đỏ tía tai. Tô Vân không nén được cơn giận vì nhục nhã. Sở Hướng Nam cũng cảm thấy khó xử, lạnh lùng liếc Tô Vân một cái, cảm thấy mất mặt. Tô Yên hỏi Chu Kiệt bằng giọng điệu thản nhiên, anh đưa hai người bọn họ đến đây làm gì? Đừng nói đây chính là món quà lớn mà anh nói chứ? Chu Kiệt nghiêm trang nói, tôi đã cho người điều tra rồi. Biết được trước kia cô và Sở Hướng Nam là người yêu của nhau là tô vân đã bày kế đánh cháo cô dâu ngay ngày thành hôn của các người tô vân đã cướp người đàn ông của cô bây giờ tôi sẽ bắt hai người bọn họ ly hôn dành người đàn ông của cô về cho cô đây có tính là món quà lớn không quảng cáo sau hai giây cảm ơn bạn đã ủng hộ giọng điệu đó giống như là thật sự đã trả một cái ơn rất lớn cho tô yên còn bày ra biểu cảm không cần phải cảm ơn tôi nhiều đâu tô yên tô yên suýt nữa là ói máu chắp tay nói, cậu cả chu, tôi cảm ơn món quà lớn của anh, anh tha cho tôi đi. Này mà gọi là báo ơn gì, có mà lợi oán báo ơn thì đúng hơn. chương 113, xem Tô Vân và sở hướng nam chó cắn chó. Bây giờ Tô Yên chỉ ước gì phủi sạch sẽ với sở hướng nam, chu kiệt lại đẩy người đến bên cạnh cô, đây không phải là mang phiền phức tới cho cô sao. Lời của Chu Kiệt khiến cho sở hướng nam vô cùng vui mừng trong lòng, cực kỳ tích cực nói, tiểu yên, anh vẫn luôn yêu em chưa từng thay đổi nếu như không phải vì tô vân cứ bám chặt anh đã sớm ly hôn với cô ta rồi nói xong sở hướng nam lại bày tỏ thái độ với chu kiệt cậu cả chu nếu như anh có thể giúp tôi thoát khỏi tô vân để tôi có thể quay lại với tiểu yên ân tình này sở hướng nam tôi nhất định sẽ báo đáp tô vân vừa nghe đã nổi giận sở hướng nam anh có ý gì trong bụng tôi đang mang đứa con của anh anh lại muốn ly hôn với tôi anh có còn là người không Tô Vân đi qua kéo sở hướng nam. Ai biết đứa con trong bụng cô rốt cuộc là của ai? Tô Vân, sở hướng nam tôi cũng đã tận tình tận nghĩa với cô rồi. Sở hướng nam nói bằng giọng điệu ác liệt, đẩy Tô Vân ra, cô chia rẽ tôi và Tiểu Yên, khiến tôi có lỗi với Tiểu Yên. Một người đàn bà ác độc như vậy, ngay cả tư cách sách xếp cho Tiểu Yên cô cũng chả có, sở hướng nam tôi sao có thể để ý cô. Tô Vân gào khóc như mưa, đứa con trong bụng tôi chính là con của anh. Sở Hướng Nam, anh không thể không có chút lương tâm nào mà nói xấu tôi như vậy. Cô nói tôi uống say rồi va phải cô, tôi không hề có chút ấn tượng gì. Nói không chừng chính cô đã cắm sừng tôi, lấy đứa con này đổ tội cho tôi. Sở Hướng Nam vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với Tô Vân, lời gì cũng có thể nói ra. Sở Hướng Nam, anh là đồ khốn nạn." Tô Vân lại đến kéo tay Sở Hướng Nam, la lối khóc lóc, "Anh thấy tôi nghèo túng rồi, nhà họ Tô không cần tôi nữa." Nhà họ Chu cũng không nhận tôi, nên anh muốn trở mặt. Chút suy nghĩ đó của anh, đừng cho là tôi không biết. Anh vốn không hề thích Tô Yên, anh chỉ là nhìn chúng thân phận con gái nuôi của Lý Mộc Sinh của cô ta bây giờ mà thôi. Tô Vân và Sở Hướng Nam cứ như vậy mà xé mặt nhau. Tô Yên và Chu Kiệt nhìn nhau một cái, ai cũng không tới ngăn cản, bày ra dáng vẻ yên lặng xem kịch. Chỉ là Tô Yên thấy có chút buồn bực làm quái gì mà hai người này cắn xé nhau còn lôi cả cô vào, chả phải đây là nằm không ăn đạn sao. Sở hướng nam tranh cãi, tấm lòng tôi dành cho Tiểu Yên có trời cao chứng giám. Đều tại người đàn bà ác độc như cô đã hại Tiêu Yên hiểu lầm tôi. Tiểu Yên, em nhất định phải tin anh, anh thật sự yêu em. Mọi chuyện đều là do Tô Vân ép anh, đêm tân hôn cũng là cô ta bỏ thuốc anh. Tôi khinh, Tô Vân phun một ngụm nước miếng, hồn hển nói lúc đó đừng cho rằng tôi không biết anh căn bản là tỉnh táo anh chỉ giả vờ anh nghe thấy tôi là con gái của chu hoàng long anh đã vì tương lai của bản thân mà tự nguyện vứt bỏ tô yên là anh tư lợi cá nhân tôi không hề ép anh hai người này tố giác nhau trước kia vì lợi ích mà bu bám vào nhau hiện tại trên người tô vân đã không còn lợi ích đáng mưu cầu nữa đương nhiên là sở hướng nam hận không thể đá cô ta đi sở hướng nam thấy tô yên thờ ơ không chút động lòng thầm hạ quyết tâm, hung hăng hất Tô Vân ra, tức giận chỉ Tô Vân, đủ rồi. Cô nhìn thử bộ dạng hiện tại của cô đi, có khác gì với mấy mụ đàn bà tranh chua trong chợ không? Hai chúng ta đã bước đến điểm cuối rồi, thức thời thì dứt khoát ly hôn đi, dễ hợp dễ tan, có lẽ tôi còn có thể cho cô một ít bồi thường. Muốn ly hôn thì không có cửa đâu, Tô Vân ôm bụng, sắc mắt trắng bệch, bụng dưới đau đớn từng đợt. Hành vi của sở hướng nam khiến cô ta cảm thấy thất vọng tột cùng, cười khẩy nói, sở hướng nam, anh thật sự nghĩ là Tô Yên còn có thể quay lại với anh à. Anh đúng là nằm mơ. Cô ta đã trèo lên được nhà họ lục, còn một đứa con riêng như anh, cô ta căn bản là không thèm liếc đến. Không tin thì anh hỏi cô ta xem. Sở hướng nam nhìn về phía Tô Yên, mở miệng, nhưng lại không dám nói. Từ sau khi anh ta trở mặt với Tô Yên, Tô Yên như thể đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí anh ta tặng hoa cũng vô dụng, nói lời ngon tiếng ngọt cũng đều dùng hết rồi, Tô Yên vẫn quyết tâm không quay đầu lại. Trong bữa tiệc từ thiện, sở hướng Nam đã nhìn ra quan hệ giữa Tô Yên và Lục Cận Phong không bình thường, khẳng định có chuyện. Nếu như đi hỏi, không phải câu trả lời mà anh ta muốn, đó chả phải là vả mặt sao. Chu Kiệt nhíu mày, nhìn Tô Yên một cái, giọng điệu xen lẫn sự khinh bỉ, sao ánh mắt của cô trước kia tệ thế, thứ đàn ông như vậy mà cũng nhìn chúng được. Tô Yên xòe hai tay ra, nhún vai, có ai sống cả đời mà chưa từng gặp qua vài tên cặn bã. Tiểu Yên, sở hướng nam nhìn Tô Yên một cách thâm tình, tất cả mọi chuyện thật sự đều là do Tô Vân gây trở ngại ở giữa. Bây giờ anh lập tức ly hôn với cô ta, cho em một lễ cưới hoành tráng. Trước kia không phải em đã nói muốn tổ chức lễ cưới ở Provon sao, chúng ta sẽ đến Provon. Dừng lại, Tô Yên vội vàng giơ tay ngắt lời sở hướng nam, ngài sở, tôi và anh không quen cô thật sự chịu không nổi sự thâm tình giả dối của sở hướng nam. Vừa nghĩ đến trước kia mình từng qua lại với loại đàn ông như vậy, cô thật sự là ước gì có thể xuyên ngược về lúc biết sở hướng nam, hung hăng tát bản thân mấy bạt tai. Đây đúng là một vết nhơ lịch sử của cô. Tô Yên nhìn Chu Kiệt, người do anh dẫn đến, làm phiền anh xử lý cho. Chu Kiệt cũng thật sự không quen nhìn vẻ mặt ghê tởm, dối trá đó của sở hướng nam, quả thật là làm mất mặt các cậu ấm nhà giàu trong giới quyền thế xin lỗi, đã gây thêm rắc rối cho cô rồi. Chu Kiệt xin lỗi Tô Yên một cách vô cùng chân thành, giọng điệu còn có mấy phần đồng cảm với Tô Yên. Sau đó anh ta phân phó vệ sĩ, mời cậu sở ra ngoài. Chu Kiệt vừa ra lệnh, vệ sĩ đã lập tức đi về phía sở hướng nam, rất có điệu bộ nếu như sở hướng nam không đi thì sẽ quăng người ra ngoài. Sở hướng nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Yên, Tiểu Yên, anh chỉ cần em nói một câu, em và Lục Cận Phong rốt cuộc có quan hệ gì. Có phải là vì anh ta nên em mới từ chối anh? Tô Yên thật sự cạn lời. Cái giọng điệu như thể cô có lỗi với anh ta đó là có ý gì? Sở Hướng Nam, làm phiền anh hiểu cho rõ, tôi và anh sớm đã không còn quan hệ gì rồi, tôi và ai có ở bên nhau hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh hết. Nếu như không phải trước kia tốt xấu gì cũng từng ở bên nhau, Tô Yên thật sự muốn chửi thề. Trước kia cô còn cảm thấy đó là một kỷ niệm đẹp dù sao thì cũng là người đàn ông đầu tiên mà cô thích hiện tại cô chỉ hận không thể xóa bỏ sở hướng nam khỏi cuộc đời mình sở hướng nam bày ra dáng vẻ chịu tổn thương quá nặng đau lòng nói tiểu yên em quả thật ở bên lục cận phong lục cận phong sống không lâu bất cứ lúc nào cũng có thể chết em tìm một người sắp chết để trả thù anh ngoài anh ra em còn có thể tìm được một người đối xử tốt với em như anh sao ngài sở anh nghĩ nhiều quá rồi chút lòng nhẫn nại còn sót lại của Tô Yên hoàn toàn biến mất, cười lạnh, lục cận phong mạnh hơn anh nhiều đấy. Hơn nữa, nếu như ngày nào đó anh ấy ngoẻo rồi, tôi sẽ trực tiếp được kế thừa gia tài hàng tỷ, đó chính là điều mà người khác có nằm mơ cũng không có được. Vừa nghe đến gia tài hàng tỷ, đôi mắt của sở vân và sở hướng nam phát sáng, sự tham lam và thèm muốn trong đáy mắt có muốn che giấu cũng không được. Tô Vân buột miệng nói, nhiều vậy sao? Chu Kiệt cũng kinh ngạc nhìn Tô Yên một cái người phụ nữ này dã tâm thật lớn cũng thật đủ vô tình người còn chưa chết đã bắt đầu nhớ thương đến di sản của người ta rồi sở hướng nam bị vệ sĩ đuổi ra ngoài tô vân cũng muốn đi nhưng chu kiệt chưa nói cô ta cũng không dám đi tô vân ôm bụng thay đổi dáng vẻ chua ngoa khi đối mặt với sở hướng nam lúc này yếu ớt nhìn về phía chu kiệt cậu cả chu bụng tôi thật sự rất đau cậu cũng thả tôi đi đi tô vân không dám gọi anh nữa rước lấy nhục. Chu Kiệt lạnh lùng nói, cô vội vã thế làm gì? Cái chân này của tôi là vì mụ đàn bà đê tiện là mẹ cô mà gấy. mẹ làm con chịu, muốn đi cũng được, để lại một chân. Tô Vân trực tiếp sợ đến người. Tô Yên liếc Chu Kiệt một cái. Sẽ không thật sự chặt đứt một chân của Tô Vân chứ? Chương 114, Tô Vân bị dọa đến tiểu cả gia quần. Con người Chu Kiệt làm việc khiến người ta không hiểu ra làm sao. Tô Yên không hiểu nên cũng chẳng nói gì, ngồi xuống uống trà xem Chu Kiệt làm gì tiếp theo. Chị, chị cầu xin cậu Chu giúp em, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Tô Vân ngược lại cũng rất thông minh, bò về chỗ Tô Yên, bét lấy chân Tô Yên tìm Tô Yên làm chỗ dựa. Cô ta không biết tại sao Tô Yên lại ở cùng một chỗ với Chu Kiệt, nghe ý Chu Kiệt vừa nói thì quan hệ của hai người không hề bình thường, quả hồng còn mềm, người cũng luôn có lòng chắc ẩn chuyện này không liên quan gì đến tôi tô yên liếc nhìn chu kiệt cô tìm sai người rồi cô đáng ra nên cầu xin cậu ta mới phải cô cũng rất phục tô vân tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả thay đổi thời lúc không cần đến cô thì gọi là tô yên đến lúc cần đến cô thì gọi là chị thay đi đổi lại tự nhiên như vậy mà không biết xấu hổ chút nào tô vân thầm nghiến răng trong lòng này sinh oán hận tô yên thế này rõ ràng là bỏ mặc cô ta người đâu mang máy chém đến đây. Chu Kiệt hét lớn, sát khí đằng đằng, đợi chặt chân cô xong rồi tôi sẽ tự mình đưa cô đến bệnh viện. Câu này vừa dứt, thật sự có máy chém đưa tới. Tô Yên mím môi, trợn tròn hai mắt, Chu Kiệt này muốn chặt chân người ta đến cỡ nào cơ chứ, lúc nào cũng cũng mang theo máy chém. Đừng, đừng mà, Tô Vân sợ tới mức đứng dậy chạy ra ngoài hét lên, cứu mạng, giết người, cứu mạng. Chu Kiệt lạnh giọng quát, bắt người về. Tô Vân còn chưa chạy ra đến cửa đã bị vệ sĩ bắt về, quỳ xuống cạnh máy chém. "Á!" À, Tô Vân sợ hãi, bị dọa đến vừa hoảng vừa sợ tay chân luống cuống, mắt không dám nhìn vào máy chém, "Đừng chặt chân tôi, không phải tôi, không liên quan gì đến tôi, có tìm thì tìm mẹ tôi ấy, là bà ấy giật dây chú Chu báo thù Tô Yên, không liên quan gì đến tôi hết." Trong lòng Tô Vân hiểu rõ chuyện Chu Kiệt bị chặt chân là thế nào, mà chuyện này còn là do cô tay giật dây Tần Phương Linh tìm Chu Hoàng Long báo thù Tô Yên. Tô Yên không sao, mà ngược lại Chu Kiệt lại còn bị chặt một chân để trả thù. Tô Yên thấy Tô Vân bán đứng mẹ ruột mình, cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Tính người quả nhiên là mong manh. Chu Kiệt sờ cái chân đã đứt của mình, ánh mắt nảy sinh tia tàn nhẫn, không sao, mẹ con hai người lần lượt từng người, hôm nay chặt chân của cô trước, ra tay, đặt chân cô tay lên máy chém. Vệ sĩ lập tức ra tay, kéo chân Tô Vân, Tô Vân sợ đến phát khóc, hoảng sợ thét lên, á! Đừng mà, cầu xin anh, đừng chặt chân của tôi, Tô Yên, cứu tôi. Tô Vân liều mạng giấy ruộng, vệ sĩ giữ lấy cô ta, đặt chân cô ta lên máy chém, chỉ cần hạ máy chém xuống thì cái chân này chắc chắn không còn nữa. Tô Yên thấy Chu Kiệt làm thật vừa định mở lời thì nghe Tô Vân chửi ầm lên, Tô Yên, cô là con khốn, nhất định cô đã thông đồng với Chu Kiệt hại tôi đúng không? Trong lòng cô luôn hận tôi, cô ghen tị tôi có được đứa con của sở hướng nam, cô là con đàn bà ác độc, con khốn. Tô Vân sợ muốn chết đi được, hai con mắt trố cả ra, ánh mắt nhìn Tô Yên chỉ hận không thể ăn được thịt người. Cơn giận của Tô Yên cũng bốc lên, cười lạnh nói: "Ổn quá đi, cậu Chu, chặt một chân sao mà đủ được, tôi thấy không bằng cho người làm cho câm luôn đi, lỡ như cô ta đi báo cảnh sát vậy thì chúng ta cũng xong đời, phải rồi làm cho câm cũng không được, tay vẫn có thể viết, không thì chặt luôn cả tay luôn đi." Vừa nghe đến làm cho câm, chặt đứt tay, Tô Vân lại càng mắng hăng hơn nữa, Tô Yên cô dám làm như vậy tôi có thành ma cũng không tha cho cô đâu tôi rủa cho cô chết không được tử tế chu kiệt nhìn tô vân chằm chằm thật sự suy xét lời tô yên nói tôi cũng cảm thấy được chặt chân làm cho câm rồi chặt luôn tay phải rồi tôi cảm thấy nên chọc mù luôn hai con mắt tô yên phụ họa thêm ừ tôi cũng không thích đôi mắt này làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu vậy nhờ cậu chu chặt xong thì cho người dọn dẹp hiện trường sạch sẽ một chút có thế nào cũng đừng để chết người ngâm trong lu giống như ngâm dưa muối ấy tôi thấy vậy cũng được lắm tôi cũng cảm thấy vậy rất tốt chu kiệt gật đầu đồng ý sau đó đưa mắt nhìn vệ sĩ ra tay đi tô vân nghe hai người miêu tả sợ đến tiểu cả da quần dưới thân chảy ra một vũng nước tiểu không khí nồng nặc mùi khai vệ sĩ cầm mấy chém trên tay còn chưa ra tay tô vân đã hét lên rồi ngất đi có thể trụ vững được lâu đến vậy thì oán hận với tôi cũng sâu lắm Tô Yên cười nhạo che mũi, chuyện còn lại giao cho anh xử lý, tôi không theo tiếp nữa. Những lời vừa rồi chẳng qua là do Tô Yên cố ý nói vậy mà thôi. Chu Kiệt cũng không muốn chặt chân Tô Vân thật, cũng chỉ là dọa nạt, cậu ta liếc nhìn vũng nước tiểu, trao mày kéo ra ngoài, ném đại một chỗ là được. Vâng, vệ sĩ lôi Tô Vân đi rồi ném ra đường cái bên ngoài khu biệt thự. Đám vệ sĩ vừa rời đi, Tô Vân bị ném trên mặt đất lập tức mở mắt đứng dậy chạy còn nhanh hơn thỏ trên đường bị kéo ra ngoài vừa rồi, Tô Vân đã tỉnh lại rồi. Sự sỉ nhục mà cô ta phải chịu hôm nay nhất định sẽ trả lại cho Tô Yên. Chu Kiệt, Tô Yên, còn có đổ bỏ đi sở hướng Nam, cô ta không buông tha cho bất kỳ kẻ nào. Sau khi Tô Vân chạy được đoạn xa, lấy di động ra gọi điện, trong mắt hiện lên sự căm hận tựa như có mấy đời cũng không thể gạt bỏ được, là tôi, tôi đồng ý hợp tác, chỉ cần có thể giết chết con khốn Tô Yên đó, muốn tôi làm cái gì cũng được, lúc trước anh có thể lấy ra được 10 triệu giúp tôi, tôi tin anh cũng có thể giúp tôi giết chết Tô Yên. Trong đầu Tô Vân chỉ nghĩ làm sao trả thù Tô Yên, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Tiếp xúc qua hai lần, Tô Yên có thể nhìn ra được Chu Kiệt cũng không phải là người ác độc gì. Miệng thì nói chặt chân cô, chặt chân Tô Vân nhưng sau cùng cũng không hề ra tay. Một người đang êm đang đẹp, đột nhiên lại bị chặt mất cái chân, trong lòng trở lên u ám cũng là chuyện thường. Tô Yên nhìn Chu Kiệt, xem ra anh biết mình phải làm thế nào rồi, phấn chấn lên đi. Lúc trước cô nói, bố tôi đau đầu lấy là chuyện của Tần Phương Linh, tôi trở về suy nghĩ cẩn thận, nhất định phải dùng biện pháp này để đối phó với những người như Tần Phương Linh và Tô Vân. Chu Kiệt hừ lạnh, bây giờ Tần Phương Linh đang gây chuyện đòi ly hôn với bố cô, chia tài sản, bước tiếp theo chính là muốn phá cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi, sao tôi có thể để bà ta đạt được mục đích. Nếu đã như vậy, Chúng ta cũng nên tính toán cho rõ ràng đã, hôm nay anh dạy dỗ Tô Vân giúp tôi, cũng xem như tặng cho tôi một món quà lớn. Tô Yên chắp tay, cảm ơn nhá. Chu Kiệt muốn nói lại thôi hỏi, Tô Yên, cô ở bên Lục Cận Phong à? Tô Yên suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, phải. Cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Lục Cận Phong đi đến đâu đều gióng trống khua chiêng đến đó. Một tên đoàn mệnh què quạt tàn tạ như vậy, cô vì tài sản của anh ta nên mới ở bên sao? Tô Yên nhớ tới chuyện vừa rồi cô cố ý công kích sở hướng nam, nói nửa đùa nửa thật, nhà họ lục nhiều tiền, chẳng trách tôi không động lòng. Đương nhiên Tô Yên sẽ không nói thật, cũng như lục cân phong bây giờ, cho dù nói lời yêu thật lòng, người khác cũng sẽ không tin, nếu nói tiền, độ tin cậy có lẽ cao hơn. Vốn Tô Yên chỉ đang nói đùa, nhưng câu nói tiếp theo của Chu Kiệt lại khiến cô tái mặt. chương 115, Hạ Phi Hạ Vũ mặc đến khu vui chơi. Chu Kiệt nhìn Tô Yên, do dự, ngập ngừng nói, thật ra tôi cũng rất giàu, cô có thể xem xét thử về tôi. Mẹ! Tô Yên vội xua tay, vẻ mặt như nghe được chuyện đùa, cười khan nói, cậu Chu, chúng ta đừng lấy chuyện này ra đùa, tuy tôi là người yêu tiền nhưng cũng có đạo đức lấy tiền, sao có thể tham tiền của anh được? Không biết hôm nay Chu Kiệt này nổi cơn điên gì nữa, sao lại nhắm chúng cô rồi? Sao vậy? Tiền của Lục Cận Phong là tiền, tiền của tôi không phải là tiền sao? sắc mặt của Chu Kiệt trầm xuống, vô cùng u ám, nếu so với Lục Cận Phong thì hai bọn tôi đều què mất một chân, nhưng vẻ bề ngoài của tôi vẫn rất ok, sức khỏe cũng rất tốt, không để cô tuổi còn trẻ mà đã phải ở quá đâu. Tô Yên, cậu Chu, anh phát sốt đấy à? Tô Yên rất muốn sờ chán Chu Kiệt xem anh ta có phát sốt hay không, hay mới bị kẹt cửa. Chu Kiệt lại mất hứng, Tô Yên, lời này của tôi, cô có thể suy xét thử, tôi cảm thấy cô rất tốt đây cũng không phải là mua rau ngoài chợ anh cảm thấy thích là có thể ra giá tô yên cạn lời thực xin lỗi tôi không suy xét tôi là người chỉ thích tiền nhà họ lục tô yên nói rõ ràng như vậy không ngờ chu kiệt lại nói cô ngại tôi sống dai cô không thể thừa kế tài sản hả tô yên không nhịn được bật cười thật sự xin lỗi cô cũng không muốn cười đâu nghiêm túc mà nói thì chu kiệt đang đang tỏ tình với cô cô cười thành tiếng như vậy thực sự là không phải phép Chu Kiệt đen mặt, Tô Yên, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể bảo đảm với cô, mỗi tháng sẽ cho cô 5 triệu tiêu xài, nếu cô sinh cho tôi một đứa con trai, tôi có thể thưởng cho cô 100 triệu, tặng thêm một biệt thự, nếu là con gái thì sẽ tặng 50 triệu. Tô Yên mỉm cười, nghe cách thưởng của Chu Kiệt xong thì gật đầu, cậu Chu, điều kiện anh đưa ra rất thu hút người khác, có lẽ có rất nhiều bằng lòng sinh con cho anh, sinh một đứa hay cả một đối đều được, nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi, tôi đã có người mình thích rồi mặt của Lục Cận Phong đã bị hủy thành vậy rồi, cô đừng nói với tôi là cô thích Lục Cận Phong đấy nhá. Tin hay không là chuyện của anh, tôi còn có việc, đi trước đây. Tô Yên nhún vai nói, tôi rất thích làm bạn của anh, nhưng cũng không hơn được nữa. Chu Kiệt không cản Tô Yên, cậu ta ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn Tô Yên rời đi, tay nắm lan can xe lăn, hỏi người bên cạnh, không phải cô ấy ghét bỏ tôi tàn phế đấy chứ. Vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện toi mạng đấy. Có một vệ sĩ lanh trí đáp lại, cậu lục kia đâu chỉ là một kẻ tàn phế mà còn là một tên chết sớm, cô tô chắc chắn không ghét bỏ cậu đâu. Cậu Chu, cậu quen biết cô tô chưa lâu, có lẽ cô tô xấu hổ, chỉ cần thiệt tình theo đuổi, cô tô nhất định sẽ đồng ý. Lại có người nữa phụ họa, bây giờ không được thì đợi lục cận phong kia ngủm rồi lại đào góc tường, dù sao lục cận phong cũng không được bao lâu nữa. Chu Kiệt nhìn vệ sĩ đưa ra ý kiến, gật đầu, nói có lý sau khi tôi yên rời đi không lâu, Lục Cận Phong gọi đến, bao giờ em về? Nghe giọng điệu này cứ như sợ cô sẽ chạy đi mất. Em vừa bận chút, định đi đi thăm Tiểu Vũ. Tô Yên dỗ như dỗ trẻ lên ba, anh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, em với Tiểu Vũ đi ăn xong rồi về. Lục Cận Phong. Anh không ốm. Lục Cận Phong chỉ mong Tô Yên về cho mau, nhưng đến miệng lại thành, được, em đi chơi thong thả, không cần về vội, anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đệt, sao đột nhiên rộng lượng đến vậy? Đây không phải là phong cách của lục cận phong. Miệng thì rộng lượng, nhưng giọng điệu thì. Nghe được giọng đầy tuổi thân của lục cận phong, tôi yên mềm lòng nói, lần trước có hứa với tiểu vũ dẫn nó đến khu vui chơi, không thể nuốt lời được, có điều em sẽ về sớm thôi. Được, về sẽ có quà cho anh, tôi yên muốn cho lục cận phong có chút bất ngờ, an ủi anh thật tốt. Ừ, khóe miệng lục cận phong hơi nhếch lên, tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Đàn ông cũng cần được dỗ dành. Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, tôi yên cúp máy xong thì trực tiếp đến nhà họ Lý. Dẫn Hạ Vũ mặc lại gọi thêm cả An Hinh, ba người cùng đến khu vui chơi. Đã lâu như vậy, tôi yên chưa từng dẫn Hạ Vũ mặc đến công viên giải trí, trước đó cô cũng đã dẫn đến trung tâm mua sắm và phố ăn vặt rồi. Hạ Vũ mặc thật sự rất can đảm, ngay đến tàu lượn siêu tốc và cướp biển tàu lượn đều dám chơi, dù sao Tô Yên cũng bị tai nạn ô tô cách đây không lâu, sức khỏe chưa bình phục hẳn, còn có An Hinh chơi cùng Hạ Vũ Mặc. Đây cũng là lý do tại sao gọi cả An Hinh đi cùng. Hạ Vũ Mặc nhìn trắng trắng mũm mũm, đáng yêu lại còn xinh trai, được rất nhiều bé gái nhỏ yêu thích trên đường đi. Chơi được một lúc, Tô Yên đến khu nghỉ ngơi mua nước, Hạ Vũ Mặc bị cô bé bàn bên cạnh dụ đi, mấy đứa nhỏ đang cùng nhau chơi đùa. Đám bé gái câu nào cũng anh ơi, gọi đến ngọt xớt. Trong lòng Hạ Vũ mặc vui vẻ không thôi, ra dáng anh cả, Hào Phóng nói, đợi lớn rồi, anh sẽ để em làm vợ hay, em làm vợ nhỏ. Đám bé gái hỏi, vậy ai là vợ cả? Tất nhiên là chị rồi. Vị trí của Tô Yên trong lòng Hạ Vũ mặc luôn rất vững chắc. Lời nói của đám trẻ đều rất vô tư, Tô Yên vui vẻ, An Hinh lại cười nói, Tô Yên, tiểu Vũ này lớn lên chắc chắn sẽ gieo họa. Tô Yên nhìn Hạ Vũ mặc không khỏi bùi ngùi, từ lúc nhận nuôi tiểu vũ mình có thêm rất nhiều niềm vui, nói thật, lỡ như bố mẹ ruột của nó tìm tới mình thực sự có chút không nỡ. Tìm gì mà tìm, tiểu vũ đã lớn vậy rồi, nếu muốn tìm thì đã tìm từ lâu rồi. An Hinh nói, cậu là đang lo bò trắng răng đấy. Hinh Hinh, tiểu vũ rất thông minh, lớn lên cũng rất ưa nhìn, gen tốt như vậy, điều đó có nghĩa là bố mẹ cũng rất tốt, nói không chừng không phải là bị bỏ rơi. Tô Yên cao mày, Tiểu Vũ nói nó còn có một người anh trai, như vậy thì đâu thể bỏ cả hai đứa đi được. An Hinh trở nên im lặng, hình như cũng hơi có lý. Hai người nhìn đám nhỏ đang cùng nhau chơi đùa với Hạ Vũ Mặc, ở chung lâu như vậy cũng nảy sinh cảm tình, nếu như thật có ngày đó thì thật sự không dễ gì chấp nhận được. Mình đi vệ sinh một chút, cậu để ý Tiểu Vũ đừng đi đâu mất đấy. Tô Yên đứng dậy vỗ vai An Hinh. Đi đi, An Hinh xua tay. Tô Yên đi về phía nhà vệ sinh sinh, khu vui chơi có rất nhiều người, người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh cũng không ít. Tô Yên đi tới một nhà vệ sinh, vừa đến gần thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Hạ Phi, sao con lại ở đây? Tô Yên ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải, một mình con thôi à? Dì Tô, Hạ Phi chỉ vào trong nhà vệ sinh, vạn, cha nuôi trong đó. Vì một câu nói của Lục Cận Phong, vô duyên vô cứ có thêm một người cha nuôi, Hạ Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ không thôi con đến đây cùng anh vạn hả? Tô Yên trao mày, khu vui chơi nhiều người như vậy anh vạn sao có thể yên tâm để con đợi ngoài này, thật không đáng tin chút nào. Hạ Phi mặt mày đơn thuần lại không khác nào hải vạn nhất, không sao ạ, à, con cũng quen rồi, cũng không phải lần đầu cha nuôi làm vậy. Hạ Phi, hay là con đi với gì trước, đợi lát nữa gì gọi điện thoại cho anh vạn báo một tiếng là được. Tô Yên không khỏi lo lắng khi để một đứa trẻ 4 tuổi đứng ở đây chờ. Lỡ như có kẻ buôn người thì sao? chương 116, vợ cũ lục cận phong mang bụng bầu tìm đến trước cửa. Hạ Phi vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rụt rè miễn cưỡng, được rồi, làm phiền gì tô quá. Tô Yên không biết cười hay nên khóc, nhưng cô có thể nhìn thấy sự phấn khích thoáng qua trong ánh mắt Hạ Phi. Trẻ con thời nay tinh giang đến mức học cách giấu giếm suy nghĩ ngay từ khi còn nhỏ. Vậy thì đi thôi. Tô Yên vươn tay dắt tay Hạ Phi. Hạ Phi để mặc cho Tô Yên nắm tay, lần này không có rút tay về. Mới đi được hai bước, vạn nhất từ trong toilet đi ra, Hạ Phi, không phải tôi bảo nhóc đợi tôi sao? Nhóc đi đâu? a, à, cô Tô, thật trùng hợp, cô cũng tới khu vui chơi. Vạn nhất nhìn thấy Tô Yên, trong lòng anh ta cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi đưa Tiểu Bảo đi, Tô Yên nói thêm, tôi đang định đưa Hạ Phi đi chơi cùng. Nghe thấy hai từ Tiểu Bảo, trong đáy mắt Hạ Phi xẹt qua một chút khác thường, cậu bé theo bản năng liếc nhìn Tô Yên một cái. Có điều bây giờ có quá nhiều người đặt tên là Tiểu Bảo, đôi khi cả mèo và chó cũng được được gọi là Tiểu Bảo, hoặc là Bảo Bối, vì vậy Hạ Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Đại ca bảo tôi đưa Hạ Phi đi dạo xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không biết nên đưa nó đi đâu nên dứt khoát đưa nó đến khu vui chơi. Cô tôi đồng ý đưa Hạ Phi đi chơi cùng thì còn gì bằng. Vạn nhất sờ sờ cái mũi của mình rồi nói, tôi là một người đàn ông lại đến khu vui chơi, Thật sự là không được tốt lắm, mấy loại trò chơi đó quá ngây thơ." Hạ Phi ở bên cạnh lại nói, "Vừa rồi tôi thấy anh chơi rất vui vẻ đó." Vạn Nhất liếc Hạ Phi một cái, ánh mắt như ám chỉ, "Nhóc có thể ngừng bán đứng tôi được không? Thật là xấu hổ mà." Tô Yên không khỏi bật cười, "Được, vậy tôi đưa Hạ Phi đi." Tô Yên còn chưa đi khỏi, điện thoại di động của Vạn Nhất đã vang lên, là Lục Minh Khánh gọi đến. Tô Yên không định nghe hai người nói chuyện vừa định rời đi đột nhiên vạn nhất lại lớn tiếng nói sao vợ cũ của đại ca đã trở về không phải đã bị đuổi đi rồi sao như thế nào còn trở lại hả nghe nói đại ca sắp không qua khỏi nên vội vàng trở về chia tài sản sao hai chữ vợ cũ đã thành công khiến tôi yên dừng bước lại cô nhìn về phía vạn nhất vạn nhất cũng nhận ra tôi yên đã nghe được những gì anh ta nói lập tức nói vào điện thoại tôi về ngay sau đó lập tức tắt điện thoại vạn nhất nhìn Tô Yên, muốn nói gì đó lại thôi. Đây là chuyện gì vậy, vậy mà lại xuất hiện một người vợ cũ. Trên mặt Tô Yên không có quá nhiều biểu cảm, cô chỉ hỏi, vợ cũ của Lục Cận Phong. Không phải nói bọn họ đều đã chết rồi sao? Xác chết vùng dậy. Vạn nhất cười mỉa mai nói, cô Tô, cô thật hài hước. Đừng nói sang chuyện khác, Tô Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn Vạn nhất. Vạn nhất biết giấy không gói được lửa, nên đã thành thật nói, vợ ba của đại ca, Hồ Thanh đã về, thật ra ba người vợ trước đây của đại ca đều chưa chết, mà đã bị đại ca âm thầm đuổi đi. Sao trước đây Lục Cận Phong nói với tôi bọn họ đều đã chết, hơn nữa còn có liên quan đến cha con Lục Thừa Mẫn? Chắc là đại ca muốn dọa cô tô thôi. Vạn nhất cười và nói, cứ tưởng rằng bọn họ cầm tiền ra nước ngoài sẽ không trở về nữa, không ngờ lần này Hồ Thanh lại đột một quay trở lại. Tô Yên không biết nhiều về ba người vợ trước đây của Lục Cận Phong. Đi thôi, Tô Yên nói. Vạn Nhất không có phản ứng, đi đâu? Khóe môi Tô Yên nở một nụ cười, đến nhà cũ của nhà họ Lục xem vợ cũ Lục Cận Phong. Vạn Nhất không hiểu sao anh ta lại cảm thấy nụ cười này của Tô Yên có chút đáng sợ. Chuyện trinh thám. Vạn Nhất đề nghị, "Cô Tô, cô không nên đi thì tốt hơn, hay là cô đưa Hạ Phi đi dạo một vòng đi?" Hạ Phi mở miệng nói, "Tôi cũng muốn trở về gặp đại ca Lục." Tô Yên nắm tay Hạ Phi bước đi nhưng lại thấy Vạn Nhất vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, cô quay đầu lại thúc giục, anh không đi. Tôi đi lái xe đến, Vạn Nhất chạy đến bãi đậu xe trước, thực ra là để báo tin cho Lục Cận Phong. Người mới gặp người cũ, đây không phải. Tô Yên cũng không quan tâm đến Vạn Nhất, cô đưa Hạ Phi đến chỗ An Hinh và Hạ Vũ Mặc tụ họp để chào hỏi. Khi Tô Yên đến khu vực nghỉ ngơi thì không thấy ai, nhìn xung quanh cũng không thấy Hạ Vũ Mặc đâu. Tô Yên lấy điện thoại di động ra, gọi cho An Hinh, "Các cậu đi đâu rồi? Sao mình không thấy?" Điện thoại bên phía An Hinh có chút ồn ào, "Tiểu Vũ muốn ngồi đu quay, mình dẫn nó đến đó, bây giờ nó đã lên ngồi rồi." Tô Yên liếc mắt nhìn về phía đu quay, cách đó mấy chục mét, rất đông người, nhìn cũng không thấy rõ. "Hinh Hinh, cậu đợi dẫn Tiểu Vũ về, mình phải về nhà cũ của nhà họ Lục một chuyến." "Được rồi, cậu cứ yên tâm giao Tiểu Vũ cho mình." không nói nữa, sắp bắt đầu rồi. Anh Hinh cũng vô cùng hào hứng. Sau khi cúp điện thoại, tôi yên nhìn về phía đu quay lần cuối, cô nói với Hạ Phi, đi thôi. Dạ, vạn nhất lái xe đến chờ ở ven đường, tôi yên đưa Hạ Phi vào trong xe. Vạn nhất nghiêm túc nói, cô Tô, cô phải chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy vạn nhất nghiêm túc như vậy, tôi yên nhíu mày, còn có chuyện gì sao? Cô đến rồi sẽ biết, vạn nhất cũng không tiện nhiều lời. Tô Yên hơi tò mò, Hồ Thanh cưới Lục Cận Phong bao lâu? Một tháng, Vạn Nhất khởi động xe nói, sau khi đại ca xảy ra chuyện không bao lâu, ông nội Lục muốn đại ca kết hôn để sung nghỉ, cộng thêm nhà họ Lục xảy ra Lục Đục nên muốn sắp xếp một tay mắt bên cạnh đại ca, trước sau đã sắp xếp cho đại ca ba người vợ, cô Tô là người thứ tư. Thế thì ai tìm Hồ Thanh cho Lục Cận Phong? Ông nội Lục, Vạn Nhất nói, Hồ Thanh gia đình bình thường, nhưng có gia thế trong sạch, cha mẹ đều là giáo viên, đây cũng là lý do tại sao ông nội lục chọn Hồ Thanh. Bốn tháng trước, đại ca đưa tiền rồi đuổi Hồ Thanh ra nước ngoài, sau đó ông nội lục đã sắp xếp để cô tô gả vào nhà họ lục, về những chuyện xảy ra sau đó thì cô cũng đã biết rồi. Thời điểm Hồ Thanh trở về vừa đúng lúc, không thể không khiến người khác nghi ngờ mục đích thực sự của cô ta. Tô Yên suy nghĩ một chút rồi hỏi, bây giờ cha con lục thừa mẫn cũng ở nhà cũ của nhà họ lục sao? Ừ, vạn nhất dừng lại một chút rồi nói thêm, không chỉ có cha con lục thừa mẫn, các họ hàng khác cũng đều đến đó. Trong lòng Tô Yên biết rõ, xem ra hôm nay nhà họ lục có một buổi tiệc không hề bình thường. Có thể khiến cả nhà họ lục kinh động, hồ thanh này cũng thật sự có bản lĩnh. Một giờ sau, xe từ từ chạy vào nhà cũng nhà họ lục. Còn chưa bước xuống xe, Tô Yên đã thấy có mấy chục chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa, thật sự có không ít người đến đây. Chú Tường dẫn theo hơn 10 người giúp việc từ phía bên kia vội vàng bước về phía phòng khách. Vạn Nhất xuống xe nói: "Chú Tường, bên trong có chuyện gì xảy ra vậy?" Chú Tường liếc nhìn Tô Yên đang ở ngay phía sau, ngập ngừng nói: "Cậu chủ bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi người của nhà họ Lục đều đến đây, ngay cả những người trong ban giám đốc của công ty cũng đến đây." Sắc mặt Vạn Nhất trầm xuống, bọn họ đến đây là muốn ép Đại Ca nhường lại vị trí, động tác cũng nhanh thật lục cận phong vừa ở sau lưng đẩy nhẹ một cái cha con lục thừa mẫn đã lập tức hành động lộ rõ tham vọng của bọn họ tô yên cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng lập tức sải bước đi về phía phòng khách cô tô vạn nhất thấy tô yên đi về phía phòng khách vội vàng chạy nhanh theo đại ca ở tầng 3, cô tô tôi sẽ đưa cô vào bằng cửa sau cửa trước tôi không đi được sao tô yên cau mày anh vạn anh đang giấu tôi chuyện gì sao vạn nhất vô cùng khó xử nhưng người cũng đến rồi, anh ta có cản cũng cản không được. Tô Yên liếc mắt nhìn vạn nhất một cái, sau đó trực tiếp đi vào phòng khách. Trong phòng khách có mấy chục người đang ngồi, ông cụ lục ngồi ở ghế chính, còn Trần Tố Anh ngồi bên trái, sắc mặt bà ấy không được tốt lắm. Tô Yên vừa bước vào cửa, mọi người đều liếc mắt nhìn sang. Trần Tố Anh đứng dậy và kêu lên một tiếng, Tiểu Yên, sao con lại đến đây? Một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh đứng ở giữa phòng khách nghe thấy động tĩnh lập tức quay lại nhìn Tô Yên. Tô Yên cũng nhìn về phía người phụ nữ mặc sườn xám này, lông mày cô nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên cái bụng có hơi nhô lên của cô ta. Đây là đang mang thai. Chương 117, địa vị của Tô Yên vô cùng vững chắc. Lúc này Tô Yên đã hiểu ra tại sao Vạn Nhất lại bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa rồi lại chặn không muốn cô vào phòng khách không những vợ cũ của lục cận phong quay trở lại mà còn mang bụng bầu đến trước cửa chẳng trách việc này kinh động đến cả nhà họ lục sự xuất hiện của tô yên khiến cả ông cụ lục và trần tố anh đều cảm thấy hơi ngượng ngùng chân trước vừa thừa nhận thân phận của tô yên chân sau lại xuất hiện một cô vợ cũ lại còn đang mang thai điều này cũng khiến bọn họ khó xử dù sao thì hồ thanh cũng đã mang thai máu mủ của nhà họ lục hạ phi cũng đưa mắt liếc nhìn hồ thanh một cái cậu nhóc cảm thấy không thích cô ta nên nhìn Tô Yên rồi nói, gì Tô, chúng ta đi gặp đại ca Lục đi. Vạn nhất cũng lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, cô Tô, chúng ta lên lầu. Mọi người của nhà họ Lục đều ở đây, Vạn nhất cũng không muốn Tô Yên ở lại nơi khó xử này. Trần Tố Anh cũng mở miệng nói, chú Tường, đưa cô Tô lên lầu tiếp đái thật tốt. Trong lòng Trần Tố Anh cũng rất thích Tô Yên. Không đợi Tô Yên lên lầu, Hồ Thanh đã vuốt ve bụng bầu của mình rồi hỏi, mẹ, cô tô đây là ai vậy trần tố anh lộ vẻ ngượng ngùng khi được hỏi một tiếng mẹ này cũng đã tuyên bố thân phận của cô ta cho mọi người biết cô ta mới chính là vợ của lục cận phong đây đây là trần tố anh ngập ngừng không biết nên nói như thế nào đúng lúc này một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía cầu thang cô ấy chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ lục người nói lời này không phải là ai khác mà chính là lục cận phong giọng nói hùng hồn giống như tiếng sấm mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lục cận phong đang ngồi trên xe lăn lục minh khánh giúp đẩy lục cận phong qua ông cụ lục lo lắng nói tiểu phong cơ thể con không khỏe sao lại xuống lầu vậy ông nội con không sao ngoài miệng lục cận phong nói như vậy nhưng lại giả bộ ho khan vài tiếng vài tiếng ho khan này làm cho mọi người trong nhà họ lục đều quay mặt nhìn nhau xem ra đúng là lục cận phong không còn sống được bao lâu nữa hai cha con lục thừa mẫn liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm vui mừng chồng hồ thanh tỏ vẻ đầy đau lòng đi về phía lục cận phong em nghe nói anh bị bệnh nên nóng lòng muốn trở về thăm anh lục cận phong cũng không thèm liếc mắt nhìn hồ thanh một cái anh vẫy tay với tô yên 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 đến bên cạnh anh hồ thanh không biết phải làm sao mặt đỏ tía tai đứng yên tại chỗ tô yên liếc nhìn hồ thanh sau đó đi về phía lục cận phong tại sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy Tô Yên không hỏi về chuyện Hồ Thanh mang thai, cô tin tưởng Lục Cận Phong sẽ cho cô một lời giải thích. Hơn nữa với thân phận hiện giờ của cô, cô cũng không có tư cách để hỏi. Chẳng qua cô chỉ là bạn gái, còn Hồ Thanh là vợ mà Lục Cận Phong đã cưới trước đó. "Đừng lo lắng, không sao đâu." Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, chớp mắt với cô. Tô Yên nhanh chóng hiểu ra, đứng ở bên cạnh Lục Cận Phong. Lục thừa mẫn cười nói, "Anh cả, chị dâu ở đây." anh đã nhận sai người rồi, đây mới đúng là chị dâu, nữ chủ nhân của nhà họ Lục chúng ta. Lục thừa mẫn kéo Hồ Thanh đến trước mặt Lục Cận Phong, anh cả, anh nhìn kỹ đi, chị dâu đã mang thai được hơn 4 tháng, nhà họ Lục sắp có thêm một đứa bé. Chồng, Hồ Thanh dịu dàng như nước gọi một tiếng, gương mặt dạng người đầy tình yêu thương của người mẹ, bé cưng của chúng ta rất khỏe mạnh, anh sờ thử đi, bé cưng còn động đậy nữa lục gia hành đang ngồi trên sofa cũng nói lời chúc mừng cháu trai chúc mừng con nhà lớn có người kế nghiệp rồi những người khác cũng phụ họa theo đúng vậy nhìn thấy nhà lớn có người kế nghiệp chúng ta cũng yên tâm cháu trai cứ yên tâm dưỡng bệnh đừng lo lắng những chuyện khác có điều công ty này không thể một ngày không có chủ nhanh như vậy đã vào vấn đề chính tô yên nhìn thấy đám người nhà họ lục đều mong rằng lục cận phong chết sớm một chút trong lòng cô không khỏi chế nhạo họ đều là máu mủ của nhà họ lục vì quyền lực địa vị mà ngay cả tình thân cũng không cần lục cận phong ho khan vài tiếng thấp giọng nói các vị chú bác nói rất có lý có điều các vị không cần phải lo lắng về chuyện đó trong lúc tôi dưỡng bệnh sẽ có người quản lý công ty lục thừa mẫn vội vàng hỏi ai những người khác đều nhìn về phía lục cận phong thầm đoán xem người đó là ai lục cận phong vẫn nắm tay tôi yên tuyên bố trước mặt mọi người trong thời gian tôi dưỡng bệnh Tất cả mọi chuyện của công ty sẽ do Tô Yên thay tôi xử lý. Lời nói này khiến cho cả phòng khách như muốn nổ tung. Cháu trai, con bệnh đến hồ đồ rồi phải không, làm sao có thể để một người ngoài đến quản lý công ty được. Đúng vậy, hơn nữa một phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Đây không phải là đang đùa với mọi người sao? Sản nghiệp của nhà họ Lục lớn như vậy lại giao cho một người phụ nữ khác họ, đúng là khiến cho người ngoài chê cười. Đúng vậy, tôi không đồng ý tôi cũng không đồng ý. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh không có bất cứ thái độ gì cũng không nói lời nào, có điều quyết định này của Lục Cận Phong hai người họ cũng không thể ngờ đến. Tô Yên cũng sửng sốt, cô nào có bản lĩnh quản lý một xí nghiệp lớn như vậy? Ánh mắt vừa rồi của Lục Cận Phong ý là bảo cô không cần nói gì, nhưng cô không ngờ Lục Cận Phong lại sắp xếp như vậy. Sắc mặt Lục Cận Phong tối sầm lại, anh lớn tiếng quát, như thế nào, tôi còn chưa chết, Người nắm quyền nhà họ Lục như tôi cũng không thể làm chủ được nữa sao?" Đôi mắt lạnh lùng của Lục Cận Phong quét qua tất cả mọi người, "Tôi yên là nữ chủ nhân tương lai do tôi chọn, đương nhiên cô ấy sẽ có tư cách tiếp quản công ty, nếu có ai không phục, tự mình cút khỏi đây, từ nay về sau người đó bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Lục." Lục Cận Phong vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Vừa nghe đến việc người gây rối sẽ bị xóa tên khỏi gia phả những người vừa rồi còn lớn tiếng tranh cãi lập tức câm miệng, khí thế giảm xuống. Lục Cận Phong không chết, vẫn là người nắm quyền nhà họ Lục, anh có đủ tư cách xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả. Một khi bị xóa tên, bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà, vậy thì đừng hòng nghĩ đến việc được chia một phần gì ở Đế Đô, ngay cả sự giàu sang phú quý trước mắt cũng không còn sót lại chút gì. Cha con Lục thừa mẫn thấy không còn ai dám lên tiếng gì nữa thì cũng âm thầm cắn răng dù cho không hề cam lòng anh cả trước đây chị dâu chưa trở về anh và cô tô ở cùng với nhau chúng tôi không có gì để nói bây giờ chị dâu đã về rồi còn đang mang thai con của anh nữ chủ nhân của nhà họ lục này phải là chị dâu sao có thể là cô tô được lục thừa mẫn nói lại trọng tâm vấn đề lục cận phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hồ thanh một cái giống như lúc này mới nhìn ra ở đây còn có một người cô muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ lục hồ thanh bị lục cận phong nhìn chằm chằm thì lạnh cả sống lưng ánh mắt né tránh sợ sệt nói, không, không có, em mất tích lâu như vậy rồi, bây giờ anh đã ở chung với cô tô rồi, em cũng nên rời khỏi, nhưng đứa con trong bụng, chồng ơi, em chỉ mong có thể sinh được một đứa con cho nhà họ Lục, để đứa nhỏ có được một danh phận. Đứa nhỏ, Lục Cận Phong tùy tiện xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn bụng của Hồ Thanh. Một sự toàn tính hiện lên trong mắt Lục Gia Hành, cháu trai, Hồ Thanh đã bình an trở về, lại còn mang thai con của con, Cô ấy nên là nữ chủ nhân của nhà họ Lục, công ty cũng nên giao cho Hồ Thanh, còn về phần Cô Tô, cô ta còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục nên không được coi là người nhà họ Lục. Hạ Vũ, Hạ Huy. Lục Cận Phong lạnh lùng ra lệnh, mời chú hai ra ngoài. Dạ. Hạ Vũ và Hạ Huy đi vào, trực tiếp kéo Lục gia hành lôi ra ngoài. Lục Cận Phong, chú là chú hai của con, thả chú ra. Lục gia hành tức giận gầm lên, Hạ Vũ, Hạ Huy, buông ra. Hai người định làm cái gì vậy? Lục Gia Hành còn chưa nói xong đã bị ném ra ngoài. Cả phòng khách lập tức im lặng không chút tiếng động, từ đầu đến cuối ông cụ Lục không nói một lời. Nhà họ Lục đã giao cho Lục Cận Phong, vì vậy ông ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ can thiệp vào quyết định của Lục Cận Phong. Nhà họ Lục chỉ cần một người nắm quyền. Lục Thừa mẫn nhìn thấy cha mình bị ném ra ngoài, anh ta tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, anh cả, anh làm vậy là có ý gì? Ai dám còn dám chất vấn, đây chính là kết cục của người đó. Lục Cận Phong lạnh lùng đảo mắt qua một vòng, từ hôm nay, gặp Tô Yên cũng giống như gặp tôi, tất cả mọi chuyện của nhà họ Lục đều do Tô Yên toàn quyền quản lý. Chương 118, siêu cấp Bạch Liên Hoa. Những họ hàng đến nhà họ Lục gây rối đều được mời ra từng người một. Không kiếm được chút lợi ích gì mà cuối cùng lại rơi vào tình huống xấu hổ bị đuổi ra khỏi nhà, mặt mày ai cũng đều ủ rũ, giận mà không dám nói gì nhìn thấy phòng khách đột nhiên vắng vẻ, vẻ mặt lục thừa mẫn vô cùng khó coi, ông nội. Lục thừa mẫn vừa mới gọi một tiếng, ông cụ lục lập tức vỗ vỗ chán, ôi, sao đột nhiên đầu lại đau như vậy, Tố Anh, đỡ cha về phòng nghỉ ngơi. Dạ, cha, Trần Tố Anh ngầm hiểu ý đỡ ông cụ lục lên lầu, chắc là bệnh đau đầu của cha lại tái phát, để con lấy thuốc cho cha, còn nữa, cha phải nghỉ ngơi thật tốt. Hai người họ cứ như vậy đi khỏi. Lục thừa mẫn cảm thấy vô cùng tức giận, Ông cụ Lục rõ ràng không muốn quan tâm, cũng quá bất công rồi. Lục Cận Phong do một tay ông cụ Lục dậy dỗ, đương nhiên sẽ nghiêng về phía Lục Cận Phong. "Yên yên, đẩy anh trở về phòng." Lục Cận Phong thản nhiên mở miệng. "Được, Tô Yên đẩy Lục Cận Phong lên cầu thang." Hạ Vũ Hạ Huy bước tới chỗ Lục Thừa Mẫn, "Cậu hai là muốn tự mình đi ra ngoài, hay là chúng tôi mời cậu ra ngoài?" "Tôi tự mình đi." Vẻ mặt của Lục Thừa Mẫn vô cùng khó coi, anh ta cắn chặt răng mang theo lửa giận phất tay áo bỏ đi. Nhìn thấy Lục Thừa mẫn chuẩn bị rời đi, Hồ Thanh lo lắng nói, "Cậu hai Lục, tôi phải làm sao đây?" Lục Minh Khánh liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái, trong lòng Hồ Thanh vô cùng hồi hộp, câu tiếp theo cũng lập tức nuốt trở vào. Lục Minh Khánh đi về phía Hồ Thanh, ánh mắt thản nhiên liếc xuống bụng cô ta, đầy ẩn ý nói, "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không quay lại, muốn nhảy xuống vũng nước bùn này thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cái gì hồ thanh ngẩn người không biết phải làm sao lục minh khánh cười nhạt một tiếng rồi bước ra ngoài ông ba lục đã đợi sẵn ở cửa nhìn thấy con trai mình đi ra ông ta bước lên nhẹ giọng hỏi con trai đại ca của con thật sự không xong rồi sao lục minh khánh cau mày cha nếu muốn giữ mình cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi cha chỉ quan tâm thôi mà ông ba lục cười nói không phải hồ thanh đã chết rồi sao sao đột nhiên lại xuất hiện vậy Lục Minh Khánh liếc mắt nhìn qua, ông ba Lục lập tức im bặt không hỏi. Người trong phòng khách gần như đã đi hết, chỉ còn lại Hồ Thanh và một vài người giúp việc. Người giúp việc thì đang dọn dẹp, còn Hồ Thanh thì đứng lẻ loi một mình, vô cùng xấu hổ. Lục Cận Phong đã tuyên bố Tô Yên mới là nữ chủ nhân của nhà họ Lục, cho nên cô ta ở đây thừa thái. Nhưng nếu đã đến đây, Hồ Thanh cũng sẽ không rời đi như vậy. Trong gia đình này, nếu hỏi ai có thể nói vài câu trước mặt Lục Cận Phong, thì đó chính là Trần Tố Anh. Nghĩ đến đây, Hồ Thanh đi lên lầu. Phòng ngủ trên tầng 3. Tô Yên ngồi trên sofa, cô ngây người chăm chú nhìn Lục Cận Phong, giống như đang hỏi tội, đứa nhỏ trong bụng Hồ Thanh là sao? Của anh? Không phải. Đối với câu hỏi này, ham muốn sống sót của Lục Cận Phong rất mạnh mẽ, vì vậy dứt khoát trả lời không chút do dự. Con của Lục Cận Phong anh chỉ có thể từ trong bụng em sinh ra, người khác không có tư cách. Những lời này nói ra rất êm tai. Vẻ mặt Tô Yên dịu đi một chút, khóe miệng cong lên, anh định xử lý thế nào? Vừa rồi Lục Cận Phong không cho người đuổi Hồ Thanh đi, cũng không nói sẽ giữ cô ta lại, càng không có thừa nhận đứa nhỏ trong bụng Hồ Thanh. Tô Yên không đoán ra được suy nghĩ của Lục Cận Phong. Tuy nhiên, cô tin rằng Lục Cận Phong không hề nói dối cô đứa con trong bụng Hồ Thanh chắc chắn không phải của Lục Cận Phong. Là Lục Thừa Mẫn tìm Hồ Thanh về, cậu ta biết anh không thể sống bao lâu nữa nên để Hồ Thanh trở về thừa kế di sản của anh. Đứa con trong bụng Hồ Thanh là của Lục Thừa Mẫn, anh bị cắm sừng à. Khi nói câu này, giọng điệu Tô Yên có chút hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa. Lục Cận Phong giờ khóc giờ cười nói, sao anh cảm thấy em rất muốn anh bị vợ cắm sừng vậy? Tô Yên nói, nếu Hồ Thanh không liên quan gì đến Lục thừa Mẫn, cô ta làm sao có thể quay lại? Nhưng sau đó, Tô Yên vẫn cảm thấy rất khó hiểu, em nghe anh vạn nói, Hồ Thanh là do ông cụ tự mình lựa chọn, sao đột nhiên lại trở thành người của Lục thừa Mẫn? Miệng của anh ta cũng nhanh thật, Lục Cận Phong hừ lạnh một tiếng, anh ta còn nói gì nữa? Anh ta nói, đột nhiên Tô Yên không nói nữa, cô nhìn về phía Lục Cận Phong, Hồ Thanh là vợ cũ của anh, bây giờ người ta quay lại anh cũng không thể để người ta qua một bên được khụ 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 lục cận phong che miệng lại ho khan vài tiếng giọng điệu yếu ớt nói bây giờ anh là bệnh nhân ý lục cận phong muốn nói rằng bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi không thể xử lý mọi việc tô yên đừng có giả vờ với em tô yên liếc mắt nhìn lục cận phong lục cận phong bày ra vẻ mặt vô tội yên yên chuyện của nhà họ lục sẽ do em toàn quyền quản lý việc hồ thanh ở lại hay không cũng do em quyết định có điều nếu để Hồ Thanh ở lại, cũng có thể biết được động tính của Lục Thừa Mẫn, nhưng việc này cũng tùy thuộc vào quyết định của em. Đúng là biết đẩy qua cho người khác. Gian xảo. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, giọng Hồ Thanh từ ngoài cửa truyền đến, chồng, cô Tô, tôi mang một ít trái cây đến cho hai người. Lục Cận Phong và Tô Yên liếc mắt nhìn nhau. Lục Cận Phong nhanh chóng nằm trở lại trên giường, Tô Yên đi ra ngoài, chặn Hồ Thanh đang muốn vào phòng. Anh ấy đã ngủ rồi, không cần ăn trái cây, trái cây đó đưa cho tôi đi. Tôi vào trong xem một chút, tôi muốn tâm sự với anh ấy về chuyện của cục cưng. Hồ Thanh thò đầu nhìn vào. Tô Yên thuận tay đóng cửa lại, trên mặt mang theo nét cười, anh ấy đang ngủ, hơn nữa anh ấy còn nói, ngoại trừ tôi ra, ai anh ấy cũng không gặp. Hồ Thanh biết mình không vào được, cô ta nhìn Tô Yên, lấy hai tay ôm bụng, yếu ớt nhẹ giọng nói, cô Tô, tôi biết việc tôi đột nhiên trở về đã ảnh hưởng đến cô và chồng tôi. Ai là chồng cô, hả? Nụ cười trên mặt Tô Yên trở nên có chút lạnh lùng. Bất kể xét về sự thật hay pháp luật thì Hồ Thanh cũng không còn là vợ của Lục Cận Phong. Trước giờ nhà họ Lục có tìm cho Lục Cận Phong vài người vợ, nhưng đều không có bằng chứng, cũng như không hề tổ chức tiệc cưới. Nói trắng ra, đó là tìm một vài phụ nữ sung hỉ cho Lục Cận Phong, không có bất cứ danh phận nào. Hồ Thanh không nén được cơn giận, cô ta thầm nghiến răng, lập tức sửa miệng là cậu cả Lục. Cô Hồ rất thông minh, chuyện của cô và Lục Cận Phong đã là quá khứ, bây giờ người phụ nữ ở bên cạnh anh ấy là tôi, cô có thể ở lại không cũng là do tôi quyết định. Ngoài miệng tôi yên nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại thầm mắng chửi Lục Cận Phong, việc khó khăn như vậy lại ném cho cô. Hồ Thanh rất biết điều, mỉm cười nói cô tô, trong lòng tôi hiểu mà, thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ là dù sao tôi cũng mang thai con của chồng, con của cậu cả Lục, máu ngủ của nhà họ Lục vì vậy cũng không thể lưu lạc bên ngoài được, cô Tô, cô nói xem đúng không? Nghe vậy, Tô Yên cẩn thận đánh giá Hồ Thanh, ngoài mặt Hồ Thanh dịu dàng như nước, nhưng trong lòng lại không hề đơn giản như vậy. Đây là cô ta muốn lấy cái thai ra uy hiếp Tô Yên. Tôi hy vọng cái thai cô đang mang thật sự đúng là con của Lục Cận Phong. Tô Yên nói đầy ẩn ý, đúng rồi, sau này không có việc gì thì đừng đến phòng này nữa, phòng của cô ở tầng 2. Cô Tô, lời của cô đây là có ý gì? Hồ Thanh khó chịu nói, cô không thể hất cho tôi một chén nước bẩn như vậy được, nói cái thai tôi đang mang không phải máu ngủ của nhà họ Lục, tôi không hề tranh giành cậu cả Lục với cô, sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy? Thật ngại quá, tôi chỉ nói thẳng mà thôi, nếu cô không thích nghe thì về phòng mà đợi đi, đừng ra ngoài, để tránh tôi làm cô cảm thấy khó chịu. Tô Yên nói xong thì xoay người định trở về phòng. Cô Tô, đột nhiên Hồ Thanh nắm lấy cánh tay Tô Yên, giống như cô ta đã phải chịu rất nhiều uất ức, vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, vẻ mặt trở nên rất đau đớn, bụng của tôi, bụng của tôi đau quá, cô Tô, cô đừng đuổi tôi đi, cho dù cô không thích tôi, nhưng trong bụng tôi có giọt máu của nhà họ Lục, sao cô lại muốn hại đứa nhỏ. Sắc mặt Hồ Thanh càng lúc càng tái nhợt, cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tô Yên bị một màn này làm cho ngây người. Tôi hại đứa nhỏ của cô khi nào? Hồ Thanh, cô làm sao vậy ngay khi trần tố anh bước ra bà ấy đã nhìn thấy hồ thanh đang ngồi trên mặt đất sắc mặt hồ thanh tái nhợt giọng nói đau đớn mẹ con đau bụng quá đứa nhỏ của con có bị nguy hiểm không sao lại thế này đừng sợ chúng ta đến bệnh viện trần tố anh hốt hoảng nói hồ thanh yếu ớt nói mẹ mẹ đừng trách cô tô cô ấy chỉ hơi kích động khi nghe tin con mang thai máu mủ của nhà họ lục mà thôi mẹ nó Tô Yên nhìn không được muốn chửi thề. Đây rõ ràng là đổi trắng thay đen. chương 119, bắt gặp bí mật của Hồ Thanh. Hồ Thanh sớm đã nhìn thấy Trần Tố Anh, nên đã cố tình hãm hại Tô Yên. Tô Yên nhất thời lơ là không ngờ đến Hồ Thanh sẽ dùng chiêu này. Nghe Hồ Thanh nói rằng Tô Yên đã đẩy cô ta, Trần Tố Anh nhìn Tô Yên kiên định nói, không thể nào, Tiểu Yên sẽ không làm loại chuyện này, mẹ vẫn nên đưa con đến bệnh viện trước. Thấy Trần Tố Anh không tin, Hồ Thanh oán hận trong lòng, vẻ mặt không biến sắc, hoảng loạn luôn miệng hét, đau quá, mẹ, bụng con đau quá. Chú Tường, mau lái xe, Trần Tố Anh hét lớn một tiếng. Nhà họ lục được một phen người ngã ngựa đổ, đưa Hồ Thanh đến bệnh viện. Cho dù là được Trần Tố Anh tin tưởng, nhưng trong lòng Tô Yên vẫn tức giận, cô để tay sau lưng mở cửa đi vào phòng, cầm trái cây mà Hồ Thanh tặng đến vứt vào người lục cận phong. Đồ cáo già, lừa em đến đây là đến để dọn dẹp tàn cuộc đây là cô đã lên thuyền giặc rồi mà yên yên bất giận lục cận phong cười thuyết miệng thân thủ nhanh nhẹn đón lấy trái cây tô yên vứt tới cắn một miếng tô yên trợn mắt với lục cận phong cười lạnh nói đồ của hồ thanh tặng có phải cảm thấy cực kỳ ngọt không em ghen sao tâm trạng của lục cận phong rất khoan khoái có thể nhìn thấy tô yên ghen quả thật là hiếm có Lục Cận Phong cũng biết vừa rồi hai người bọn họ gây ồn ào ở ngoài cửa. Sang em đau, không ăn chua, vậy tôi ăn giấm chua kiểu gì? Tô Yên liếc xéo Lục Cận Phong, Hồ Thanh này không phải loại dễ đối phó, cô ta lấy bụng ra để uy hiếp em. Đừng lo lắng, mẹ anh sẽ không mắc mưu đâu. Lục Cận Phong cười ôm Tô Yên vào lòng, giọng nói thành thật, nửa tháng sau là mừng thọ 70 tuổi của ông nội, nhất định đám Lục Thừa Mẫn sẽ có động tính. Tô Yên quay đầu nhìn Lục Cận Phong, không phải anh là thủ lĩnh ám dạ sao, cứ trực tiếp cho vài người dạy cho bọn họ một trận không phải được rồi sao. Suy nghĩ này thật là táo bạo. Anh đã đồng ý với ông nội, cho dù nội chiến nhà họ Lục có ghê gớm mức nào, cũng tuyệt đối không làm hại tính mạng của người nhà họ Lục. Lục Cận Phong hờ hững nói, nghịch tóc của Tô Yên, đôi mắt thâm thúy khẽ nhau lại, yên yên, em sợ sao? Em sợ cái gì, chân đất không sợ chân dày. Tô Yên nói, hơn nữa, không phải đằng sau em còn có chỗ dựa vững chắc là anh sao? Tô Yên hiểu Lục Cận Phong, sự nghiệp trăm năm của nhà họ Lục cùng với gia sản càng lớn thì càng gặp nhiều rắc rối phức tạp, dọn dẹp rất phiền phức. Tập đoàn Lục Thị là sự nghiệp của gia tộc, Lục Cận Phong muốn xoay chuyển, đương nhiên sẽ động đến lợi ích của người khác, không ai tình nguyện để mất đi lợi ích của bản thân, Lục Cận Phong muốn chỉnh đốn tập đoàn vẫn còn là một con đường còn dài. Lục Cận Phong nắm tay Tô Yên, ánh mắt dịu dàng chỉ là một hồ thanh còn con không đáng để sợ yên yên đừng để bản thân không vui vẻ đôi mắt tô yên sáng rực ý của anh là đây là ngầm thừa nhận cô ta sẽ còn gây khó dễ lục cận phong gật đầu vừa cười vừa đưa tay lên vuốt mũi tô yên sau này chồng của em sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh vì thế em phải chịu khổ rồi lục cận phong đứng trên đỉnh kim tự tháp đương nhiên sẽ không thiếu phụ nữ xông đến nếu như hai bên không tin tưởng nhau con đường này sẽ không đi được xa." Tô Yên vuốt đầu, suy nghĩ một lúc rồi cười đáp lại, "Với mị lực chiêu ong dụ bướm của em, không phải anh chịu khổ hơn sao?" Lục Cận Phong. Lục Cận Phong đã được mở mang kiến thức về mị lực của Tô Yên, ánh mắt của đám đàn ông nhìn Tô Yên trong tiệc họp mặt gia đình trước đây khiến anh hận không thể móc mắt đám người đó xuống. Đột nhiên anh cảm thấy nên giấu em đi, như vậy sẽ không ai nhớ đến nữa rồi. Tính chiếm hữu của Lục Cận Phong vẫn rất mạnh, yên yên Ngược anh có chút đau, không tin em sợ xem. Tô Yên cười đầy lục cận phong ra, anh ngoan ngoan nằm xuống, dưỡng bệnh đi, em đến bệnh viện xem Hồ Thanh, tránh đến lúc đó đứa nhỏ trong bụng cô ta có chuyện, đám người nhà họ lục kia sẽ cấu xé em mất. Ai dám làm em bị thương, anh sẽ lấy mạng người đó. Lục cận phong đẩy Tô Yên đến vị trí đương gia chủ mẫu nhà họ lục, hiển nhiên sẽ không để Tô Yên chịu bất cứ thương tổn nào. Giọng điệu bình thản xen lẫn với sát khí lạnh lẽo. Tô Yên tin Lục Cận Phong có thể làm được. Bệnh viện. Hồ Thanh làm một cuộc kiểm tra hàng loạt, đứa trẻ không sao, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Hồ Thanh nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, nhìn Trần Tố Anh nói, mẹ, khiến mẹ lo lắng rồi. Vừa rồi gây chuyện ẩm ý ở nhà họ Lục như vậy, nhưng ông cụ Lục và Lục Cận Phong lại không đi ra, điều này khiến cho trong lòng Tô Thanh cảm thấy bất an. Không lẽ nhà họ Lục không thừa nhận cô ta nữa rồi? con không sao là tốt, con hãy dưỡng bệnh thật tốt đi. Trần Tố Anh bên ngoài ôn nhu, nhưng đối với Hồ Thanh vẫn không quá gần gũi, ngược lại có nhiều phần khách sáo hơn. Trong lòng Trần Tố Anh cũng rất phức tạp, vừa rồi nghe bác sĩ nói đứa trẻ không sao, còn có khả năng là con trai, vừa nghĩ đến đứa cháu này của mình, Trần Tố Anh thật sự không biết phải làm sao. Hồ Thanh quan sát sắc mặt của Trần Tố Anh, vô cùng ủy khuất nói, mẹ, có phải nhà họ lục không hoan nghênh con không? không thừa nhận đứa trẻ này hiện tại nhà họ lục có cô tô con ở nhà họ lục cũng là thừa thãi hơn nữa hình như cô tô không thích con con nghĩ nhiều rồi trần tố anh cắt ngang lời cô ta nói tiểu yên sẽ không đẩy con nó không phải người như vậy trần tố anh tín nhiệm tô yên như vậy khiến cho trong lòng hồ thanh căm ghét hồ thanh lúng túng nói mẹ vừa rồi là con quá sợ hãi rồi vì thế mới hiểu nhầm là cô tô đẩy con con xin lỗi quả thật cô tô không có đẩy con hồ thanh cũng có thể nhìn thấy chỉ cần nói không tốt về tô yên trần tố anh sẽ có phản ứng rất lớn nếu như cô ta muốn tiếp tục ở nhà họ lục thì không thể ngang nhiên đối đầu với tô yên cô ta chỉ biến mất có mấy tháng thật sự không biết tô yên đã dùng cách gì không những mê hoặc được lục cận phong đến cả trần tố anh cũng đứng về phía tô yên vẻ mặt của trần tố anh dịu đi mẹ đã nói tiểu yên sẽ không làm như vậy mà hồ thanh con dưỡng bệnh cho tốt mẹ về trước đây cần gì thì cứ gọi cho nhân viên chăm sóc vừa nghe trần tố anh muốn đi trong lòng hồ thanh đã lạnh đi một nửa từng người một trong nhà họ lục đều không để cô ta vào trong mắt điều này khiến cho cô ta cảm thấy bản thân làm những việc kia giống như thằng hề đang nhảy nhót vậy mẹ hồ thanh chống tay ngồi dậy trần tố anh lập tức gọi cho nhân viên chăm sóc cô lý làm phiền cô chăm sóc cô hồ rồi sau đó lại cười với hồ thanh nói dưỡng bệnh cho tốt nhé Cô Hồ. Điều này hoàn toàn không coi cô Hồ là người nhà họ Lục. Sau khi Trần Tố Anh giao người cho nhân viên chăm sóc, bản thân liền đi luôn. Hồ Thanh tức đến nắm chặt tay thành quyền, trong mắt đều là oán khí. Trần Tố Anh bà được lắm, lại dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ khiến cho bà và nhà họ Lục các người đều phải hối hận. Trần Tố Anh vừa đi ra thì tôi yên đến, hai người đã lỡ mất nhau ở cửa bệnh viện. Tô Yên đi hỏi phòng bệnh mà Hồ Thanh nằm, sau đó thẳng tiến đi tới khoa nội chú. Nhưng đợi đi khi cô tới phòng bệnh, vừa mở cửa ra thì bên trong lại không có người, chỉ có nhân viên chăm sóc đang ở bên trong thu dọn. Tô Yên hỏi, cho hỏi cô Thanh đâu? Cô Thanh đang ở trong nhà vệ sinh. Được, cảm ơn, Tô Yên đi về phía nhà vệ sinh, ở chỗ quẹo thì nhìn thấy bóng dáng của Hồ Thanh. Hồ Thanh đang hấp tấp đi về hướng ngược lại nhà vệ sinh. Tô Yên nghi ngờ, mà xui quỷ khiến đi theo chương 120, Hạ Phi là con riêng của Tô Yên. Hồ Thanh đi rất nhanh, tư thế đi đường không hề giống một người đang mang bầu mà giống như đang nóng lòng đi gặp người yêu vậy. Tô Yên đi theo xuống dưới lầu, nhưng đột nhiên lại mất dấu cô ta, rẽ thêm một góc nữa thì không thấy người đâu. Vừa hoa của bệnh viện rất lớn, với nhiều bụi cây và cây to, cộng thêm trời đang dần tối, nhất thời sẽ rất khó để tìm được người. Tô Yên nhìn xung quanh một vòng không thấy người, chỉ có thể từ bỏ quay về bệnh viện đợi. Tô Yên ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, cầm lấy một cuốn tạp chí lên xem, đợi được gần một tiếng đồng hồ thì Hồ Thanh quay về. Hồ Thanh vừa chỉnh lại quần áo vừa mở cửa, giật mình khi nhìn thấy Tô Yên đang ngồi trong phòng bệnh. Cô, cô Tô, sao cô lại ở đây? Hồ Thanh trột dạ, ánh mắt né tránh. Tô Yên gặp lại cuốn tạp chí, nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Hồ Thanh, cô Hồ, Tôi đã ở đây đợi cô được một tiếng rồi, đứa trẻ trong bụng cô hồ nên được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hồ Thanh nghe thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt, không dám nhìn Tô Yên, vừa rồi tôi đi đến nhà vệ sinh, có chút không thoải mái vì vậy mới tốn hơi nhiều gian. Tô Yên nhìn chằm chằm Hồ Thanh, tay sờ lên cằm, nở nụ cười nói, "Hả? Hay là tôi gọi bác sĩ tới xem cho cô?" "Không cần." Hồ Thanh phản ứng mạnh, liên tục từ chối, "Tôi không sao rồi." Tô Yên cười đầy ẩn ý nếu như đã không sao vậy thì chúng ta đến nói chuyện cẩn thận với nhau lúc trước cô hồ nói rằng tôi đẩy cô không có là do tôi quá sợ hãi hiểu nhầm là cô tô đẩy là tôi đã nhầm lẫn tôi đã giải thích với mẹ rồi hồ thanh thay đổi thái độ uy hiếp tôi yên ở nhà họ lục trước đó thanh khẩn nói cô tô tôi hy vọng chúng ta có thể sống chung trong hòa bình có vẻ như cô hồ đã suy nghĩ kỹ rồi đã biết nên chọn thế nào chỉ là con người này của tôi không độ lượng như cô hồ đây Tô Yên đứng lên, đi đến trước mặt Hồ Thanh, lạnh lùng cảnh cáo. Cơ thể của Lục Cận Phong không khỏe, nếu như cô làm chuyện gì có lỗi với anh ấy, hoặc là làm chuyện bất lợi với anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, chỉ cần cô an phận thủ thường, ở bên cạnh Lục Cận Phong những ngày cuối cùng này không gây chuyện, có thể đến lúc đó tôi có thể cho cô một khoản tiền bồi thường. Tô Yên cố tình nói như vậy là bởi vì biết Hồ Thanh là người của Lục thừa mẫn vậy thì cần phải tạo một hiện tượng giả với đối phương là lục cận phong sắc không ổn quả nhiên hồ thanh vô thức buộc miệng hỏi lục cận phong sắc không ổn rồi sao bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng sao bác sĩ sa cũng không có cách sao có rất nhiều bác sĩ đều đã xem qua rồi bệnh của lục cận phong thật sự rất nghiêm trọng nếu như bác sĩ sa còn không có phương án trị liệu thời gian của lục cận phong nhiều nhất là một tháng tô yên đột nhiên dừng nói bộ dạng giống như không cẩn thận lớn miệng nói ra nhanh chóng chuyển chủ đề được rồi cô nghỉ ngơi sớm đi nếu như cô không sao vậy thì tôi đi trước đi đây hồ thanh vừa nghe lục cận phong chỉ còn một tháng vui thầm trong lòng kéo tô yên lại vậy lục cận phong có để lại cái gì ví dụ như di chúc thật sự không chờ đợi đến lúc lục cận phong chết mà tô yên cười lạnh hay là cô tự mình đi hỏi xem hồ thanh hưởng cười bây giờ anh ấy không chào đón tôi đến mặt anh ấy tôi còn không nhìn được Cô Tô nói lời này không phải đang xem sỉ nhục tôi chứ. Cô cũng đừng trách hiện tại của tôi. Bây giờ nhà họ lục nằm trong bàn tay cô. Tôi và đứa trẻ chỉ là cô nhi quả mẫu. Không thể nào mãi không có cái gì. Tôi không có vấn đề gì. Nhưng mà dù sao đứa trẻ cũng họ lục. Vẫn mong cô Tô dơ cao đánh khẽ. Lời nói này thật thẳng thắn. Tô Yên cười ý vị sâu xa, không nói gì cả. Ngày hôm sau, ở trước nhà cũng có rất nhiều người liên tục đến thăm Lục Cận Phong dù đúng hay sai cũng đều thăm dò xem lục cận phong xem có thật sự chỉ còn thời gian là một tháng hay không. Miệng của Hồ Thanh cũng thật nhanh. Những người đến thăm đều bị ông cụ lục cho người đưa đến sảnh chiêu đãi, nhưng ai cũng không gặp được lục cận phong. Điều này khiến cho ai cũng tin rằng lục cận phong sắp không xong rồi. Sau khi lục cận phong, bệnh nặng, công việc của tập đoàn lục thị đều giao cho Tô Yên, mỗi ngày Emily đều gửi văn kiện về nhà cũ, Tô Yên ở trong phòng làm việc nhưng mà đa số đều là lục cận phong tự mình xử lý, tôi yên ở bên cạnh học tập. Hai người ở trong phòng cả ngày, dường như không hề ra khỏi cửa. Hồ Thanh ở lại bệnh viện một ngày, hôm sau mặt dày vẫn quay về nhà cũ của nhà họ lục. Nhà họ lục không có bất cứ ai tiếp đãi cô ta, đám người giúp việc cũng không coi cô ta là bà Hồ như trước nữa, việc ai người nấy làm, Hồ Thanh chính thức trở thành người vô hình. Cô ta căn bản không thể nào lên được tầng 3, lục cận phong cho người trông coi cho dù là cô ta có muốn đưa đồ ăn lên cũng chỉ có thể giao cho người giúp việc đừng nói đến lục cận phong đến cả trần tố anh và ông cụ lục cô ta cũng không gặp được trong lòng hồ thanh vô cùng ấm ức cô ta khát nước muốn uống nước ra lệnh cho người giúp việc rót cho tôi cốc nước rồi làm chút hoa quả người giúp việc đang dở tay dường như không nghe thấy hồ thanh càng tức hơn đi đến trước mặt người giúp việc hung dữ nói tôi bảo cô rót nước cô không nghe thấy gì sao tôi đang mang thai chắt trai đầu tiên của nhà họ lục sau này sẽ là người thừa ghế của nhà họ lục các người dám thờ ơ tôi có tin tôi cho các người cút hết không vâng cô hồ bây giờ tôi đi rót nước khuôn mặt người giúp việc không biểu cảm đi mất hồ thanh ngồi vắt chân trên ghế sofa bộ dạng cả vú lấp miệng em ngồi đợi một lúc sau người giúp việc cầm theo cốc và bình nước tới đặt lên bàn rồi bỏ đi Hồ Thanh nhìn chằm chằm cốc và bình nước, tức đến trợn tròn mắt, rót nước cho tôi, cô thái độ cái gì đấy, có tin tôi cho cô cút xéo không? Người giúp việc lại rót nước. Hồ Thanh vẫn nén cơn tức giận vào trong lòng, thì đúng lúc Hạ Phi từ bên ngoài chạy vào. Hạ Phi đi thẳng qua người Hồ Thanh lên tầng 3, không có ai ngăn lại. Hồ Thanh nghĩ đến bản thân còn không lên đường tầng 3, nhưng một đứa trẻ lại có thể lên, trong lòng bỗng cảm thấy bất công. Đứng lại, Hồ Thanh hét lên một tiếng, đi tới chỗ nó. Hạ Phi đứng lại, nhìn Hồ Thanh có chuyện gì. Cô ngồi kia mà cháu không nhìn thấy sao, sao lại không có một chút lễ phép nào, không biết chào người lớn sao. Hồ Thanh rất khó chịu trong lòng, đến cả một đứa trẻ cũng không để cô ta trong mắt. Không nhìn thấy, giọng điệu Hạ Phi có vài phần giống Tô Yên. Đồ danh con, đến mày cũng không coi tao ra gì. Hồ Thanh tức đến không kìm chế được, vươn tay ra vặn lỗ tai của Hạ Phi. Hôm nay cô ta muốn dạy dỗ Hạ Phi. Hạ Phi dễ dàng né tránh, ánh sáng trong con mắt đen lấy lạnh đi, nổi cáu nói tránh ra. Chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi, nhưng khí chất vừa tỏa ra thì trong lòng Hồ Thanh đã sửng sốt, khi thế đó có vài phần giống với Lục Cận Phong, khiến cho cô ta cảm thấy giống như nhìn thấy Lục Cận Phong. Đúng là gặp quỷ mà. Hồ Thanh kinh hãi, đợi lúc cô ta hoàn hồn lại thì Hạ Phi đã đi lên lầu. Hồ Thanh nhận ra mình bị một đứa trẻ dọa nạt, cô ta thẹn quá hóa giận hỏi: "Đứa trẻ kia có quan hệ gì với cô tô?" Hồ Thanh từng nhìn thấy Hạ Phi đi vào cùng với Tô Yên, nên vô thức cho rằng nó có quan hệ với Tô Yên. Không biết hạ, à, người giúp việc lắc đầu, lùi xuống tiếp tục làm việc. Hồ Thanh lại bị gạt sang một bên, không ai quan tâm. Cô ta càng nghĩ càng tức, đột nhiên cô ta nhớ đến những lời lục thừa mẫn từng nói với cô ta không lâu trước đây Tô Yên vì chuyện đứa con riêng gây xôn xao, không lẽ Hạ Phi chính là con riêng của Tô Yên? Nghĩ kỹ thì Hạ Phi có chút giống với Tô Yên. Nghĩ đến đây Hồ Thanh đảo mắt một vòng, trong lòng tính kế. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 6